Bạn có biết, khi đôi chân được nghỉ ngơi thì đôi bàn tay vẫn phải làm việc miệt mài. Ghế vật lý trị liệu iNai của Lutraco có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như làm nail hay làm tóc. Ghế iNai với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L-track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng. Ghế top medical massage Lutraco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Kính chào quý khán thính giả của Focus TV. Sáng hôm nay là một trong những thời giờ mà Andrew đã hẹn được với ông nghị viên Phát Bùi, nghị viên của thành phố Garden Grove, cũng là đương kim chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Kính chào anh Phát Bùi. Vâng, chúng tôi chào anh Andrew Lê và tất cả quý khán thính giả của phố Bông Sa TV cũng như là khán thính giả của chương trình của anh Andrew. Vâng, cảm ơn anh Phát Bùi. Đây là một cái chương trình mà Andrew đã mới phát hiện ra cà phê sáng với các quan chức trong thành phố hoặc là với cộng đồng. Đương nhiên, việc mà chúng ta có cà phê là ở Việt Nam gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng mà bây giờ ở cái xứ tự nhiên này, bây giờ phương trời Tây, cà phê là một cái điều phải nói là khó tránh khỏi lắm. Tại sáng nào mình uống cà phê đó, sáng nào cũng phải wake up để mà làm việc. Rồi một ly cà phê, một tách cà phê ở cái bàn cà phê. Mà sáng hôm nay quý vị thấy một điều đặc biệt là cà phê ngay trước Phước Lộc Thọ là một trong những cái biểu tượng rất là nhiều người biết đến, phổ biến giữa cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Sáng hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề Andrew muốn đàm thoại với anh một chút xíu là giữa cộng đồng Việt Nam Nam Cali này. Bây giờ đông là cái mùa bầu cử, cũng là một trong những cái mùa phải nói là đấu tố nhau dữ dội. Đây là cơ hội cho đồng hương trên khắp mọi nơi nghe, nhìn và bắt đầu tìm hiểu và bỏ phiếu cho những cái người sắp tới. Có những người thì nhiệm kỳ 2 năm, có những người nhiệm kỳ 4 năm. Như vậy thì theo anh, vấn đề nhức nhối nhất trong cộng đồng hiện nay là cái gì? Và sau đó chúng ta sẽ có một ít giây phút để mà nói chuyện về vấn đề anh nhận định một số ứng cử viên. Ai là người mà theo anh là sẽ là một cái người lãnh đạo tương lai của cộng đồng Việt Nam. Và chúng ta sẽ có một vài cái tương tác với khán thính giả nếu có thể được. Như vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào trong công việc liền. Vâng, trước khi anh bắt đầu thì cho phép cho tôi nói một đôi dòng cảm tưởng trước ha. Vâng. Thứ nhất đó là rất là bất ngờ được anh mời tôi lên chương trình Cà Phê Sáng với các vị dân cử cũng như là những người thân hào nhân sĩ trong cộng đồng. Thì ngày hôm nay mới khoảng 8 giờ hơn. Thì một buổi sáng sớm, trời chưa nóng lắm mà ngồi trên cái tầng ban công, cái tầng thứ hai đối diện với Phước Lộc Thọ. Tôi thấy không khí thật là tuyệt vời. Những đề tài mình nói nó rất nóng bỏng, nhưng mà chính cái không khí mà nó trầm lắng này nó cho tôi một cái niềm cảm hứng. Thì quý vị nhìn thấy phía sau lưng của hai anh em chúng tôi là cái căn Phước Lộc Thọ. Phải nói rằng đây là một cái biểu tượng lịch sử của Little Sài Gòn. Tôi nói chữ lịch sử là bởi vì đây là một trong những cái nơi khởi đầu của Little Sài Gòn. Nó nằm trong thành phố Westchester. Sau này thì Little Sài Gòn đã phát triển rất lớn. Nó rời về đã nhiều cơ sở thương mại Việt Nam. Mình đã đến thành phố Fountain Valley, một ít qua bên Santa Ana, và rất nhiều cơ sở đã đến thành phố Garden Grove. Thì bây giờ Little Sài Gòn phát triển lớn lắm, nó không còn nằm trong Westchester nữa. Nhưng mà đây là cái nơi, phải nói là cái nơi khởi thủy của Little Sài Gòn. Thực ra thì Little Sài Gòn mình vào khoảng năm 77-78 là đã phát xuất ở thành phố Santa Ana, cũng ngay trên đường Bông Sa này. Bên đó nó gọi là đường First. Đó là cái khởi điểm đầu tiên, nhưng mà có được chừng 2-3 cơ sở thương mại. Rồi sau đó người Việt Nam của mình thấy những cánh đồng ruộng dâu ở trên đường Bông Sa này là cái cơ hội tốt để phát triển Little Sài Gòn. Thành ra cộng đồng của mình đã rời về cái khu
bây giờ người ta có cái quán cơm tấm, không phải, xin lỗi, có cái quán Thành Mỹ, nhà hàng Thành Mỹ, và Tú Quỳnh, tiệm bán sách Tú Quỳnh, đó là những cái cơ tiệm đầu tiên của Việt Nam mình. Thì phải nói rằng là cái sự phồn thịnh của thành phố Westminster là do cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta đã xây dựng nên. Trước khi mà người Việt Nam về đây, thành phố Westminster nó rất là nghèo nàn, rất là nhỏ bé. Bây giờ thì nó đã được khá hơn là nhờ, hoàn toàn nhờ vào cộng đồng người Việt của mình. Yeah. Sẵn tiện anh có một chút cảm nhận tinh tế về cộng đồng Little Sài Gòn. Andrew cũng sẵn tiện hỏi anh là anh có biết cái thống kê gần đây nhất về cái lượng mua bán, lượng gọi là đồng tiền đô la nó đi qua cái cộng đồng này khoảng bao nhiêu không ạ? Tại vì đây Andrew thấy là nhà thì đa số là người Việt Nam làm chủ và cũng như là cả off hết luôn rồi. Và gần như là khoảng trên dưới 100.000 cái doanh nghiệp lớn nhỏ. Mỗi cái doanh nghiệp như vậy tương đương mỗi tháng giao dịch chừng khoảng cỡ chục ngàn đô thôi. Vâng. Là anh thấy cái nền kinh tế của phố Little Sài Gòn này nó cũng khủng khiếp lắm đúng không? Nhiều lắm thưa anh Andrew Lê. Tôi không biết thống kê ở bên thành phố West bao nhiêu, nhưng mà giờ chúng ta cứ nhìn vào các những khu nhà đi. Một căn nhà ở thành phố Westminster, Garden Grove và Fountain Valley tệ lắm bây giờ cũng là khoảng 700.000, 800.000 đô la cho một căn nhà nhỏ. Những căn nhà tốt hơn phải lên đến 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Chạy ra là sắp mà... trung bình là cỡ 20 tỷ. 20 tỷ, vâng. Đó là mới nói nhà của cư dân thôi, chưa đến nói đến các cơ sở thương mại. Bây giờ người Việt Nam của mình có rất nhiều cơ sở thương mại trong vùng này. Không phải là chỉ những cửa tiệm nho nhỏ, mà kể cả những cái doanh nghiệp lớn làm về dược phẩm, làm về những cái dụng cụ xây dựng nhà cửa. Thí dụ như là công ty 405 Cabinet nằm ngay trên Freeway 405. Chủ nhân và những người sáng lập đều là một gia đình người Việt Nam. Và họ bán không phải là chỉ cho người Việt không, mà bán khắp nơi cho Hoa Kỳ. Đông lắm, khách Mỹ đến rất là đông. Ngoài ra thì anh nói về cái công ty dược phẩm gì đó hả? Có rất nhiều công ty dược phẩm nằm trong thành phố Santa Ana, dọc theo đường Harbor Boulevard mà chủ nhân là người Việt Nam. Đây là những công ty dược phẩm lớn anh. Họ sáng chế thuốc để mà tặng Robinson hả? Dạ đúng vậy. Wow. Rất là lớn. Rồi có những công ty ở trong thành phố Garden Grove, họ kiếm đến cả nhiều trăm triệu đô la một năm. Wow. Khách sạn của người Việt Nam của mình đang sắp xây là một khách sạn rất lớn cho một cái người Việt Nam ở khu Phước Tỉnh hồi xưa đi vượt biển, vượt biên qua đây. Và ông ta đã có 5 cái khách sạn ở khắp nơi trên Hoa Kỳ. Và khách sạn ông ta về California cách đây khoảng vài năm và ông ta đang xây cái khách sạn. Quý vị đi ngang thấy khách sạn mới Hilton Home to Suites là của ông Bùi Nguyễn. Trên đường Harbor đó. Trên đường Harbor. Đó là một cái điều mà tôi rất hãnh diện là đã có thể giúp được cho một người Việt Nam mua được lại một cái căn cơ sở cũ để mà phá đi xây một cái khách sạn cho người Việt Nam của mình làm chủ. Ông mua luôn. Mua luôn anh. Wow. Nằm ngay trên đường Harbor. Và tôi mong rằng sau này thành phố Garden Grove còn có một số những cái khu đất nữa đang được quy hoạch để mà phát triển, thì tôi cũng rất mong là nếu mà có những cái tập nhóm nào mà muốn phát triển thì có thể liên lạc với thành phố Garden Grove. Chúng tôi luôn luôn yểm trợ cho bất cứ cơ sở thương mại nào muốn đầu tư vào trong thành phố. Và đó là lý do tại sao mà thành phố Garden Grove đã phát triển không ngừng. Năm ngoái chúng tôi dư ngân quỹ khoảng 10 triệu đô la. Và cái thập niên, cái quý cho năm nay của Garden Grove đó là chúng tôi dự trù sẽ dư khoảng 23 triệu. Trong khi một số thành phố khác thì bị lỗ lã và có thể có nguy cơ bị phá sản. Nhưng Garden Grove đã vượt qua được cái Redevelopment Agency bị hủy bỏ. Cũng như là Covid, chúng tôi chưa có bao giờ bị lỗ vì vấn đề Covid. Không những thế, mặc dù là những cái tiền thuế của khách sạn bị giảm đi 75%, nhưng mà thuế thương mại, thuế sales tax của chúng tôi lại tăng vọt lên. Và nhờ vậy mà chúng tôi đã luôn luôn có dư tiền để mà tiếp tục đầu tư vào trong cơ sở hạ tầng cho cư dân thành phố, thưa anh. Ngoài cái vấn đề những cái nhà máy thuốc, những cơ sở sản xuất tủ, Andrew còn có nghe là người Việt Nam mình cũng làm chủ những cái hãng tiện, là hợp đồng với ngay cả Boeing
Đúng rồi, hợp đồng luôn cả với những cái công ty lớn của Hoa Kỳ sản xuất, rồi thậm chí là những cái ghế massage, những cái nhà máy sản xuất ở bên Texas cũng phát triển rồi, cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng mà ngay cả cái cộng đồng Nam Cali này á, bây giờ nó phát triển đến nỗi mà Andrew nghe rằng là họ mua luôn cả những cái kho bãi, những cái warehouse lớn mấy chục ngàn square feet để mà họ đặt những cái nhà máy của họ ở đây luôn. Đúng là như thế thưa quý vị. Phải nói rằng là cộng đồng người Việt tị nạn về vấn đề mà thương mại chúng ta đã phát triển không ngừng. Như anh nói, chúng ta có 4-5 công ty lớn làm chuyên môn làm về những cái ghế để cho những cái tiệm nail, tiệm spa mà rất là cao cấp và bán khắp toàn nước Mỹ, toàn Hoa Kỳ này cho những hệ thống làm nails cũng như là làm về sắc đẹp thưa quý vị. Về ngành mà dược phẩm thì chúng ta đã nói rồi, có rất nhiều công ty lớn không phải là chỉ bán cho cộng đồng Việt Nam mình không, mà thâm nhập vào trong cộng đồng của người Hoa Kỳ. Dòng chính về vấn đề pharmacy. Dĩ nhiên so với những công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ thì không bằng, nhưng mà nó cũng đã có trị giá khoảng vài trăm triệu đô la. Đây là một thành công lớn trong thời gian ngắn ngủi chỉ có hơn 40 năm có mặt tại Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta đến đây tiếng Anh thì không có giỏi mấy và tiền bạc thì hoàn toàn là trắng tay. Vậy mà đã làm được nên sự nghiệp như vậy. So sánh với mấy cộng đồng khác anh thấy thì sao? Trong khi đó cộng đồng người Mỹ Latin, rồi người Hàn Quốc ở bên Garden Grove của anh, rồi so với cộng đồng của người Nhật, người Ý, rồi chưa kể là những người Afghanistan họ mới về đây hết. Mình thấy cộng đồng của mình ở đây gần như là nhất nhì đúng không anh? Đúng là như vậy thưa quý vị. Cộng đồng người Đại Hàn họ cũng thành công lớn, nhưng mà cái thành công của họ đó, nếu mà nói về những thành công mà tự lực ở trong nội bộ cộng đồng của họ ở Hoa Kỳ thì không bằng người Việt Nam mình. Họ qua đây đã khoảng 7-80 năm. Vậy mà cái mức của họ cũng chỉ gần bằng cái mức cộng đồng, thành công cộng đồng Việt Nam mình thôi. Họ có một vài điểm nổi bật hơn là nhờ cái sự yểm trợ của chính phủ Đại Hàn và những đại công ty lớn như là Samsung, Hyundai, LG. Nhưng mà nếu mà mình tính cái đó thì cái sự so sánh đó nó không có tương xứng. Là bởi vì những cái tập đoàn đó là họ lớn, họ là lên đến cả tỷ đô la và họ gốc của họ là ở trong Nam Hàn. Thành ra khi mà họ qua đây họ được cái sự yểm trợ đó thì cái đó mình phải tính vào những cái thành công gì của người Đại Hàn tự họ thành công ở tự thân ở Hoa Kỳ này thì họ thua mình xa. Họ chỉ có mới có 2 người tỷ phú, trong khi cái giới tỷ phú Việt Nam của mình mà làm thành công ở ngay tại Hoa Kỳ này thì đã lên đến 4 năm rồi thưa anh. Và cái vùng Nam Cali hoặc là vùng Cali đó là có 1 tỷ phú đúng không? Dạ đúng vậy thưa anh. Dạ. Anh biết không, ngoài cái việc đó ra đó là ở Silicon, ở vùng San Jose, Milpitas, số người Việt Nam đã trở thành đại triệu phú rất là đông. Và có những cái công ty không những là triệu phú mà là đại triệu phú. Đại triệu phú có nghĩa là hàng trăm triệu trở lên nữa hả? Vâng, có thể nói là lên đến gần đến mức tỷ phú rồi. Trong đó có những người là co-founder của Google, của Yahoo. Co-founder của co-founder Google luôn. Của Google và Yahoo. Em tưởng Google chỉ có ông Sprint rồi ông người Ấn Độ thôi chứ. Dạ, đó là những người mà ngay đầu, nhưng mà có một người Việt Nam. Đã, tôi tạm không được giấu tên không, à? không tiện nói tên ra, tại vì những cái đó nhiều khi người ta không có muốn được biết đến. Thì người Việt Nam này chỉ là một cái người giữ cái vai trò thấp thôi, nhưng mà anh ta là một trong những người có mặt trong lúc mà công ty Google founded và ông ta đã trở thành đại triệu phú. Mấy ông kia thành ra là tài sản là vài chục tỷ, thì cái người này lên đến vài trăm triệu hay là một tỷ là chuyện bình thường. Còn David Dương nữa mình chưa kể đến. Đó đúng là vậy. Những cái người gọi là tỷ phú Việt Nam mà nổi tiếng trên thành thế giới nằm trong Forbes list luôn. Đúng là như thế. Yeah. Thì rồi về vấn đề mà ngoài vấn đề thương mại thì chúng ta đã có 4-5 vị tướng. Người Đại Hàn chỉ có 2 người tướng thôi. Việt Nam mình đó đã là có quân đội trong 4-5 vị tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Thành thử ra nhìn vào cái việc đó chúng ta thấy rằng phải tự hào là người Việt Nam mình đã thành đạt rất nhiều. Như vậy thì cái lý do nào anh nghĩ rằng nó góp phần trong cái sự thành công đó? Người Việt Nam so với như những sắc dân khác đó là mình đặt nặng cái vấn đề giáo dục. Thành thử ra rất nhiều người Việt Nam của mình khi mà qua đây đó, cha mẹ cũng như là con cái của họ là tập trung vào vấn đề đi học và làm sao để mà
làm việc để mà có thể lên cao được trong cái những cái guồng máy cơ sở của chính quyền cũng như là của tư nhân. Thì chính những cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó mà chúng ta đã thành công vượt bậc. Chúng tôi tiếc rằng là qua cái sự thành công đó mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có được một cái đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và một cái trung tâm sinh hoạt để mà mọi người khắp nơi trên thế giới có thể tự hào rằng là chúng ta đã có được một cái điểm son, là đã tạo, ngoài cái vấn đề thành công về thương mại cũng như về chính trị, chúng ta đã có được một cái điểm son, là chúng ta đã có được một cái điểm mốc để mà tự hào. Đó là cái nơi trung tập trung cho cái sinh hoạt văn hóa của người Việt ở hải ngoại. Khi anh nói đến cái sinh hoạt của cộng đồng tại Nam Cali, nếu mà mình nhìn xuống và mình phân tích được những cái điểm gọi là tích cực của cộng đồng thì nó muôn trùng lắm, đúng không ạ? Nó rất là không có thời gian để mà cover hết nha các bạn. Tại vì nói một cái phút lục thọ đây thôi á, đơn giản một phút lục thọ thôi đã có trên 300 doanh nghiệp rồi. 300 cái doanh nghiệp ở trong đó để mà mướn cái địa điểm. Mà các bạn biết là ở trong cái phút lục thọ này đó, những cái doanh nghiệp nhỏ là một trong những cái mảng mà Hoa Kỳ họ đánh giá rất là cao. Tại vì một nền kinh tế bất cứ nó phải luôn luôn có những doanh nghiệp nhỏ. Nó doanh nghiệp nhỏ là gì? Là nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu rất thực tế của nhiều người. Thứ hai là vấn đề mà việc làm, nó có thể tạo việc làm rất là nhiều. Cái thứ ba là doanh nghiệp nhỏ đó, nó không cần phải cái startup cost lớn, vốn nhỏ cho nên ai cũng có thể mở ra được. Và mỗi người như vậy đó, thì nó hùng lại, nó làm như một cái rừng cây, một cái vườn hoa rất là nhiều loại khác nhau, làm cho cái nền kinh tế nó sâm tổ hơn, đúng không anh? Hôm vừa rồi Andrew có nghe nói là mấy người mễ, bạn của Andrew họ nói rằng là nếu mà muốn mua vàng vào Phú Lộc Thọ, người Việt Nam có vàng rất là quý, mà vàng đẹp, chất lượng cao, mua có thể để dành được. Mà giá rẻ hơn là mua ở bên ngoài. Đúng rồi. Thì mình mới rất là ngạc nhiên, mà nó ủa, cộng đồng mọi người thiểu số họ cũng rất là thích vàng và họ cũng rất là muốn mua vàng để đầu tư. Mà hồi xưa Andrew nhớ có lần Andrew làm việc cho ngân hàng US Bank á, thì những cái tên tạp Việt tài chánh Mỹ á, họ không có thích là mình để dành tiền trong nhà với trong vàng. Tại vì cái đồng tiền mà nó nằm một chỗ thì nó sẽ không có đẻ ra lợi. Đó, thí dụ như là anh và tôi có tiền, mình không có phải đi vay tiền của ngân hàng thì mình đâu có cần phải trả lời đâu, đúng không? Cho nên kinh tế nó không lên. Họ muốn mình là lấy tiền trong nhà ra, lập vô mua cái này mua cái kia rồi xin lời trả lời ra. Họ muốn như vậy đó. Anh thấy cái vấn đề mà cộng đồng Việt Nam của mình ra nước ngoài sinh sôi, nảy nở rồi làm ăn kinh tế để dành tiền để phát triển bằng vốn tự lực của mình, cái đó là có lợi thế hay không? Đó là một cái lợi thế, bởi vì chính những cái việc làm nỗ lực mà từ cái mồ hôi nước mắt của mình và cái sự phát triển đều đặn như vậy, nó rất khó có thể bị sụp đổ. Những cái gì mà nó bộc phát thì khi mà tình hình thương mại nó chao đảo thì nó rất dễ tàn lụi sớm. Quý vị biết không, không những gì đối với cộng đồng chúng ta ở những thành phố ở chung quanh đây mà trên Hoa Kỳ, thực sự ra chính sách của chính phủ Hoa Kỳ họ đặt nặng nhất, đúng như là anh Andrew đã trình bày, là ở dưới tiểu thương, small business, bởi vì đó là cái số lượng rất đông và nó giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hùng mạnh là nhờ tiểu thương chứ không phải nhờ những đại công ty. Nói riêng về cộng đồng người Việt Nam của mình thì có thêm một điểm nữa, nhanh nói về người Mễ, họ đã biết đến mua vàng thì phải đến khu Phước Lộc Thọ, đúng không? Thì cộng đồng người Mễ họ sau này họ đi ăn bánh mì hay là ăn, họ không ăn hamburger nữa mà họ đến ly sandwich, đến chè Cali, họ mua bánh mì ở hai cái cơ sở thương mại đó. Người Mễ và người đại hàng ở chung quanh đây, chúng ta đi những cái tiệm mà phở thấy họ ăn rất là đông. Người đại hàng rất mê phở và người Mễ cũng vậy. Anh đến phở Lú, anh đến những tiệm phở dọc theo đường Garuguru và đầy lên trong khu phố đại hàng, nhan nhản những tiệm phở do người Việt làm chủ cũng có, mà do người đại hàng học nghề của người Việt Nam của mình nấu phở cũng có. Thưa anh, dạ vâng, anh ngồi ngay thành phố Westminster mà anh cứ quảng cáo cho doanh nghiệp ở bên Garuguru không? Ông này đúng là nghị viên của Garuguru quý vị. Bây giờ anh đưa phải dành lại cái thời gian và cân đối lại nha. Bây giờ mình phải quảng cáo cho Westminster nè. Ở bên này xung quanh đó, chúng ta thấy là có hủ tiếu Thanh Xuân nè. Rồi bên phía dưới bên phải của Andrew đây là có phở Quang Trung. Rồi có cả vua bún bò ở trong cái khu đối diện Phú Lộc Thọ, có bánh mì 168 vân 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 vân. Nói chung là có Seafood Curve là chỗ mà tôi cũng vẫn thường hay ăn điểm sấm rất là ngon. Ai đi đâu thì đâu mà nói điểm sấm là phải đến Seafood Curve.
Đó là cái chỗ mà tôi cũng rất thích. Nghe nói bên cà phê Phúc Long bên anh bây giờ cũng nổi tiếng lắm đúng không? Rất là nổi tiếng thưa quý vị, và người Mỹ và người Việt Nam mình cũng thường xuyên đến đó để uống cà phê. À, như vậy là nếu mà chúng ta có một cái buổi là cà phê sáng với các nghị viên và dân cử trong thành phố, mà các doanh nghiệp nhỏ nào cần có cái sự gọi là shout out đó, cần lên tiếng quảng cáo cho quý vị, thì cũng hãy liên lạc với Phố Bonsai TV. Và anh Vũ Hoàng Lân cũng rất là sẵn sàng để giúp cho quý vị trong vấn đề quảng cáo thương mại trên mạng xã hội cũng như là YouTube. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái vấn đề sáng hôm nay. Mục đích chính của chương trình là Andrew muốn nói chuyện với anh Phát Bùi là sau khi chúng ta mạng đàm tản bạn về cái cộng đồng Việt Nam Nam Cali này, thì bây giờ trong mùa bầu cử này anh có cái tiếng nói nào với cộng đồng hay không, và theo anh thì vấn đề nhức nhối nhất trong cộng đồng là cái gì, cả vẫn tích cực vẫn lẫn là tiêu cực, và chúng ta cần làm gì để mà góp phần trong cái việc đẩy lùi những cái tệ nạn tiêu cực và đẩy mạnh những cái tích cực ạ? Vâng, thưa anh, dĩ nhiên là như quý vị coi trên Phố Bonsai TV, trong những rất nhiều chương trình của anh Lân cũng có, mà của anh Andrew Lê phỏng vấn cũng có, thì có nhiều cái sự đóng góp của những quý thính giả đã góp phần vào trong cái phần comment đó, thì nói rằng là cứ đến mùa bầu cử là có những cái việc đấu tố bên này nói xấu bên kia nói xấu bên nọ. Anh ngồi xích vào chút xíu đỡ nắng ạ. Vâng. Yeah. Thì thưa anh cũng như là thưa quý vị, đó là một cái việc nói về vấn đề mà bên này chỉ trích bên kia chỉ trích bên nọ, thì đó là một cái việc bình thường trong cái sinh hoạt chính trị ở Hoa Kỳ. Khi bình mà thường. Bình thường. Nó có những cái bất thường và không tệ hại, nhưng mà cái việc mà chỉ trích nhau đó là cái việc bình thường cho một cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy trong cái thời gian tranh cử của Tổng thống cũng như là trong các cuộc tranh cử quốc hội ở các cấp, nó luôn luôn có những cái sự ba bốn phía chỉ trích nhau, nói về những cái điểm xấu của đối thủ của mình và nói về cái điểm hay của mình. Đó là cái chuyện bình thường. Cái chuyện bất bình thường ở trong cộng đồng của chúng ta đó là có những cái việc làm tạo dựng nên những cái nguồn tin thất thiệt là một. Thứ hai là mạt sát đối thủ của mình. Cái chuyện mạt sát là cái chuyện không thể chấp nhận được anh. Chúng ta có thể bất đồng ý kiến giữa một người ứng cử viên nào đó và chúng ta có quyền phê bình họ. Nhưng mà đừng có những cái lời mạt sát nhục mạ họ. Ví dụ tôi không đồng ý với lại ông Chí Tạ ở một số điểm 1, 2, 3, thì tôi nói là ông Chí Tạ làm cái việc đó là sai trái, đối với tôi là không nên, một cái người như vậy không xứng đáng. Nhưng mà không bao giờ có nên có những cái lời lẽ mà nói ông Chí Tạ là cái người này, người nọ, người kia. Cái điều đó là cái điều chúng ta đại kỵ. Không những thế mà lại nhiều khi lại còn lôi luôn cả ba mẹ và vợ con của người ta hay là chồng người ta ra để mà bêu xấu nhằm mục đích là muốn hạ cái người đối thủ mình. Thì cái điều đó là cái điều không chấp nhận được. Không những trong cộng đồng người Việt chúng ta mà kể cả trong cộng đồng người Hoa Kỳ cũng như thế. Thì đó là cái điều mà tôi cảm thấy tôi mong rằng là những cái việc đó nó trong tương lai nó sẽ mỗi ngày nó mỗi ít đi. Yeah. Theo luật Andrew học đó thì anh là một public figure, có nghĩa là một người công chúng. Thì cái vấn đề mà bị chỉ trích, cái vấn đề mà bị lôi ra đàm tiếu giữa cộng đồng là cái chuyện hoàn toàn luật lệ họ cho phép, với điều kiện là những gì anh nói là sự thật. Và anh không thể vu cáo hoặc là vu khống, hoặc giống như anh nói là mạ lị theo cái kiểu mạt sát người ta theo cái chuyện là chà đạp danh dự của người ta như vậy. Hoặc là trong luật đó, nó cũng quy định rất là rõ nha quý vị. Họ nói rằng là nếu mà anh nói tôi là một người xấu xí, người hèn mạt, người như thế này thế kia thì ok, không sao. Nhưng mà thí dụ như anh nói tôi là một người bị sida, hoặc là anh nói tôi là một người một tên tội phạm khét tiếng, một tên giết người. Nhưng mà thật ra cái sự thật đó nó không phải như vậy, nó không có. Tôi không có bị sida, mà tôi cũng không có bị... tôi không phải là một tên tội phạm có khét tiếng vào ra tù tội, hay là có những cái vấn đề quan hệ đến mafia hoặc là thao túng cái thị trường này. Nếu mà mình nói người khác, mạt sát người khác mà không có đúng á, thì chắc chắn là sẽ đối đầu với lại những cái vụ kiện bình thường, sẽ có những cái vụ kiện và dân sự
Mã lị vu khống, thưa anh. Đúng là như vậy, và cá nhân tôi cũng bị mã lị và vu khống nhiều chuyện lắm. Nhưng mà mục đích ngày hôm nay không phải để chúng ta nói về những việc đó. Nhưng mà tôi chỉ mong rằng những cái người mà cứ lên mạ lị người khác, dù mà nghĩ rằng chính một vài người này cũng đã từng nói trên YouTube của họ là họ thách thức những vị dân cử mà bị mạ lị, hãy kiện họ ra tòa. Thực sự ra họ hiểu lầm cái luật như anh nói, là quý vị đó có thể có cái nhận định về một cái người ứng cử viên đó như thế này, như thế nọ, như thế kia, nhưng mà không được quyền vu khống họ. Tôi lấy ví dụ một nữ nghị viên ở trong thành phố Washington, không cần phải nói tên, quý vị cũng biết là ai rồi. Bà ta bị những cái người này chụp mũ cho rằng là bà ta là cái người đã chứa chấp bài bạc bất hợp pháp ở trong nhà của mình. Thì cái điều đó là một cái điều hoàn toàn là không đúng sự thực. Và đưa những cái việc đó ra như vậy đó, thì nếu mà bà kiện đó, thì những người đó có thể sẽ bị phiền, là bởi vì không phải là cứ muốn nói gì thì nói, mình phải có cái bằng chứng. Một cái người mà có một căn nhà mà cho người khác mướn, và cái người mà mướn nhà mà có tổ chức bài bạc gian lận, thì cái người mướn nhà mới là người chịu trách nhiệm, chứ còn cái người chủ nhà cho thuê không có chịu trách nhiệm. Thành thử ra khi mà đổ tội cho bà ta đó, thì cái việc đó là cái việc làm mà nó bắt đầu đi sai, và để có thể đi vào con đường mà vi phạm luật luật pháp. Yeah. Hoa Kỳ họ rất rõ, không phải là nghị viên hay là dân cử mà chúng ta muốn nói gì thì nói. Hoặc là đối với cái cộng đồng của những người xem trên YouTube, họ cũng rất là thông minh thưa anh. Không phải là họ nghe gì là họ tin liền đâu. Họ cũng biết rằng là cái người chủ cho mướn nhà đó có cái intent hay không, có cái ý định làm những cái chuyện phạm pháp đó hay không nữa. Chứ không phải, tại vì ở đây quý vị biết rồi, người Việt Nam mình làm chủ một hai cái nhà là chuyện bình thường lắm. Đúng vậy. Và cái chuyện mà đầu tư cho người khác mướn, làm sao anh làm chủ được cái hành động của người ta. Ví dụ như bây giờ em nói đơn giản thôi, một cái xe hơi thôi. Bây giờ anh có một chiếc xe, anh cho Andrew mượn, Andrew chạy, vô tình là Andrew đụng cái cột đèn. Cái lỗi đó là do người lái chứ không phải là do người làm chủ xe. Mặc dầu là trên phương diện bảo hiểm thì nó có cái vấn đề trách nhiệm liên đới, nhưng mà cái hành động ai làm là người đó phạt. Như tôi cho một người bạn khác mượn xe chạy vượt đèn đỏ, cái tiết kịch người vượt đèn đỏ đó không phải là người chủ xe chịu, mà là cái người lái xe không có tuân thủ theo cái luật. Thế thì quý vị có thể, một số quý vị cũng thắc mắc là ông Pháp Bùi nói như thế, nhưng mà tại sao tôi có thấy ông cũng lên ông chỉ trích, ông chỉ tạ, ông phê bình, ông nắm quán, thí dụ vậy chẳng hạn. Cái hai cái việc đó nó khác nhau, bởi vì trong cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, nhất là trong những cái mùa bầu cử, họ cho phép chúng ta có thể đưa những cái điều gì mà người ứng cử viên này làm, người ứng cử viên làm, và chúng ta có quyền có cái nhận định của mình. Nhưng mà những cái điều chúng ta đưa ra nó phải dựa trên những gì nó có thật, và cái quan điểm của mình đó, thì là mình có quyền mình nói lên cái quan điểm của mình về cái hành động của người đó, mình không được quyền mạt sát người ta. Ví dụ như tôi nói ông này làm vậy tôi hoàn toàn thấy là không có đạo đức. Cái điều đó dựa theo cái nhìn của mình khi mà người ta có cái hành động nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta có bằng chứng là cái việc làm này nó có cái tính cách là tham nhũng, thì chúng ta có quyền chúng ta đưa cái quan điểm chúng ta ra, nhưng mà phải dựa trên những cái điều mà có cái dữ kiện thật sự, và cái suy nghĩ chúng ta dựa trên cái điều đó, chứ không thể nào mà bịa cái dẫn chứng ra để mà sau đó chúng ta dựa trên đó chúng ta đưa cái quan điểm của mình được. Dạ. Anh sẵn tiện anh nói đến vấn đề tham nhũng, Andrew cũng có tìm hiểu một chút xíu về vấn đề tham nhũng. Tham nhũng là một cái chuyện trong cái định nghĩa của Mr. Google. Nói rằng tham nhũng là gì? Tham nhũng là cái việc mà chúng ta nhũng nhiễu cái quyền được trao cho mình. Mình abuse cái power, được entrusted power, mình lạm dụng cái quyền được trao phó cho mình để có những cái personal gain, là mình làm giàu cho bản thân. Đó là gọi định nghĩa rất là ngắn về tham nhũng. Thì theo anh là khi anh đã nói đến vấn đề tham nhũng đó, trong cộng đồng Nam Cali này hoặc là cộng đồng người Việt ở hải ngoại có tham nhũng hay không? Có thì anh. Và cái vấn đề tham nhũng có bằng chứng không? Có một số bằng chứng. Tôi lấy thí dụ trở lại từ cái thập niên 2004 cho đến 2006 là 2007, thì
báo chí Orange County Register, họ nói lên cái sự việc mà lúc đó cộng đồng chúng ta mới bắt đầu được biết đến, đó là cái việc giữa ông Tyler Diệp trong cái nhóm của ông Trần Thái Văn. Ông Tyler Diệp lúc bấy giờ là một thành viên mới của nhóm ông Trần Thái Văn, và ông đã được đắc cử làm nghị viên. Thì khi mà một vị cảnh sát viên của thành phố Webster đến một cái club, một cái night club nhỏ nhỏ của ở ngay trên đường Brookhurst gần đường McFadden, thì người chủ mới gọi cho ông tân nghị viên Tyler Diệp, kêu ông nghị viên là bây giờ cảnh sát đến xét về vấn đề bán rượu, bán cái bất hợp pháp. Thì ông Tyler Diệp chạy đến đặt vấn đề là tại sao cảnh sát đến xét một cái tiệm cơ sở thương mại của người bạn của ông. Thì ông cảnh sát này ông nói là ông đi ra ngoài để chúng tôi làm việc công việc của tôi. Thì ông Tyler Diệp rất giận dữ, gọi chạy về sở cảnh sát nói chuyện với lại cái ông commander ở sở cảnh sát Westminster, nói rằng là cảnh sát trưởng, nhưng không, lúc đó là ông mà in charge gác buổi tối thôi. Tại sao lại để nhân viên cảnh sát đến áp lực của tôi? Thì rất tiếc là ông Tyler Diệp mới làm nghị viên không có kinh nghiệm, không dè rằng tất cả mọi cái cuộc nói chuyện của mình theo luật cảnh sát đều có thâu. Và ông dĩ nhiên là ông commander ông không chấp nhận, nó là council member Tyler Diệp, please stop, you should not continue on this conversation. Thì ông Tyler Diệp biết là mình hớ và mới thôi. Thì báo Register ngay ngày hôm sau họ đăng lại tất cả mọi chuyện đó, và họ lấy luôn, họ đòi hỏi luôn cả cái thâu băng giữa ông cảnh sát commander tối hôm đó và ông Tyler Diệp, đưa lên cộng đồng của mình xấu hổ. Ai cũng biết rằng ông Tyler Diệp đã ngăn chặn cái việc làm của cảnh sát, việc làm đúng đắn của cảnh sát, có nghĩa là can thiệp vào việc làm của cảnh sát, đúng vậy, như vậy. Và cái đó là có hợp lý, có hợp pháp không? Không được anh. À, không bao giờ được hết, bất hợp pháp. Và ai cũng hiểu rõ rằng cái bà chủ cái tiệm đó, khi mà nói là kêu ông Tyler Diệp đến là vì nó có những cái câu chuyện như vậy. Thì có nghĩa là giữa cái dựa làm vào chủ của cái nhà hàng đó với ông Tyler Diệp có một, mối quan hệ đó là một ống yểm trợ hay sao? Theo luật đó là một hình thức hối lộ, là bởi vì anh dựa vào những cái việc đó để mà anh dựa vào cái quyền lực của anh đối với cảnh sát để mà anh làm những cái việc này việc kia, mang lợi lại cho thân hữu của anh và cái người người. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà anh ra tranh cử, cái anh nhận tiền yểm trợ của một doanh nghiệp hoặc một cá nhân, nó là hoàn toàn vấn đề hợp pháp, và cái việc anh lên tiếng cho cái người yểm trợ mình đó là cái chuyện cũng rất là bình thường, là lẽ thường mà. Đúng, nhưng mà thí dụ như một cơ sở thương mại nào đó gặp một vài khó khăn với thành phố và nhờ tôi giúp, thì cái việc đó là mình phải trình bày để mình nói với thành phố là có những cái, thí dụ họ xây cất một cái gì đó mà không có giấy phép, thì bây giờ mình mới hỏi thành phố là bây giờ người ta, hồi xưa người ta xin không giấy phép, bây giờ làm có cách nào làm để mà người ta thay vì phải phá hoàn toàn thì người ta có thể gỡ một vài phần nào đó để mà coi là cái việc người ta xây đó nó có hợp pháp hay không. Nếu mà đúng theo luật lệ thì mình hợp pháp hóa nó lại, người ta vẫn phải đóng tiền và phải xin giấy phép, và mình cho nhân viên đến để mà kiểm tra lại, nếu mà đúng luật lệ thì lúc đó mình cho người ta hợp thức hóa cái giấy phép đó. Cảm ơn anh. Cái việc đó là cái vậy. Cái việc làm nó hoàn toàn hợp là pháp. Nó hợp pháp, mình có quyền làm như vậy. Nhưng mà nếu mà trong cái quá trình làm như vậy mà tôi lại, một cái người nghị viên nào đó lại nhận cái tiền thù lao thì lại là cái chuyện bất hợp pháp, bởi vì nghị viên không thể nào tranh đấu cho cư dân hay là cho một cơ sở thương mại trong thành phố của mình mà lại có cái sự trao đổi tài chính, hoặc là bảo vệ người đó, nhưng mà cái chuyện bảo vệ đó nó đi ngược lại với cái giá trị chung của cộng đồng. Đúng là như vậy. Thì đó chỉ là mới là cái việc, đó là việc đầu tiên mà cộng đồng của mình được biết đến. Sau đó đó, có những nghị viên vì cái sinh kế của họ không có được tốt, thành thử ra họ lại lợi dụng cái chuyện, như tôi biết có một cơ sở thương mại cũng trong cái khu vực đó, một tiệm phở muốn xây cái lan can nới rộng ra ngoài đang uống, thì một nghị viên trong thành phố đã đứng ra lo cái vấn đề giấy phép và nhận cái tiền thù lao, tiền công. Có một những việc đó là những cái việc mà
mình ai nhìn vô cũng biết ngay đó là một hình thức tham nhũng, không có quyền làm như vậy. Thì sau khi những cái việc đó bị tố cáo, bị báo chí tố cáo đó, thì nó lại xảy ra cái sự việc là những nghị viên này ở thành phố này lại liên kết với một nghị viên ở thành phố cạnh, bên cạnh, là bây giờ những người đến nhờ tôi giúp, tôi không thể nào nhận tiền thù lao được, bởi vì như vậy là tôi vi phạm luật. Thì bây giờ nhờ một nghị viên ở bên thành phố cái bên cạnh đứng ra đại diện. Và ngược lại thì cái chuyện đó về cái cạnh luật pháp nó không có vi phạm luật. Anh hiểu ý Phát nói không? Hai nghị viên ở hai thành phố, thành phố A và thành phố B. Thì nghị viên thành phố A khi mà có những cái cơ sở thương mại trong thành phố A muốn được cái sự giúp đỡ, thì thay vì nhờ nghị viên của thành phố A, thì như vậy là thành phố A không thể nhận tiền được, thì họ sợ vi phạm luật, thì mới nhờ cái người nghị viên của thành phố B là bạn của nghị viên thành phố A đứng ra trên giấy tờ làm cái việc đó. Thì nó hợp lại, bởi vì tôi không có, tôi nhận tiền nhưng mà tôi không có, cái việc này nó không liên quan, trong thành phố của tôi mới là abuse, chắc là mới lạm dụng cái quyền hạn của tôi. Đó, thì họ đổi trác qua như vậy. Cái chuyện đó trong cái thời gian mà năm 2000 đến năm 2010 nó xảy ra rất thường xuyên. Bây giờ thì bắt đầu người ta biết, thành ra người ta bắt đầu không có làm cái việc đó nữa. Nhưng bên thành phố họ không có hợp tác với cái chuyện đó. Tôi lấy thí dụ cách đây khoảng 2 năm khi mà một cơ sở thương mại nhờ tôi giúp, thì tôi giúp bao giờ cũng vậy, hoàn toàn là tại vì vào cái trong thành phố tôi giúp là hoàn toàn không có bất cứ một cái thù lao gì cả. Thì khi tôi vào làm việc đó thì tôi mới chân hận là gọi là có một cái người cựu nghị viên khác đứng ra làm cái việc này nhận 20 ngàn. Và thành nhân viên thành phố họ làm khó hơn nữa, là bởi vì cái người này đã từng bị mang tai tiếng là hồi xưa làm những cái chuyện như vậy, thành ra nhân viên thành phố họ dị ứng, họ không có muốn giải giải. Và vì họ không muốn giải giải mà cái người chủ cơ sở thương mại đó mới gọi điện thoại nhờ tôi đứng ra để can thiệp dùng. Thì tôi nói thôi cái chuyện đó hãy cố gắng giúp cho người ta, miễn mà người ta làm đúng cái luật lệ thì nên giúp cho người ta. Và người ta đã phải mất tới 5-6 tháng rồi, bây giờ nên làm cho nó nhanh hơn, vì nếu mà để lâu quá người ta sẽ không mở được, khai trương được, thì người ta sẽ không có có thể người ta sẽ phải bị phá sản. Thì đó là những cái việc mà chúng tôi muốn nói là trong quá khứ cái việc tham nhũng nó tràn lan ở trong thành phố Westminster và kể cả trong thành phố Garden Grove. Bây giờ nó còn tràn lan ở Westminster không thì tôi nghĩ nó vẫn còn cái dư âm, nhưng mà bên Garden Grove thì đã bị coi như là tôi không còn thấy nó, chuyện nó xảy ra ở bên Garden Grove nữa. Theo anh thì những cái việc mình vừa đưa ra đó nó có yếu tố của cá nhân thôi, nhưng mà vấn đề tham nhũng đó, nó còn có một cái yếu tố cấu kết nữa, có nghĩa là không những là một hai người mà nó có cái hệ thống luôn. Thì anh nhận định như thế nào về cái vấn đề tham nhũng ở Nam Cali này, liên thành phố, liên quận, rồi cả thậm chí là liên kết với rất là nhiều cái bộ sậu và tạo thành những cái tập đoàn tham nhũng, thì anh nghĩ sao? Tôi đã nghe rất nhiều việc mà nó liên quan đến những cái người liên kết với nhau để mà phải nói là tham nhũng. Tại sao gọi là tham nhũng? Thì tham nhũng tức là cái gì như anh nói đó, là tôi dùng cái quyền lực của tôi để mà tôi giúp cho một cái người nào đó được một cái việc gì, và đổi ngược lại tôi có một số những quyền lợi. Quyền lợi này có thể là tiền mặt, có thể là những cái hợp đồng, có thể là những cái lợi lộc gì đó, không có nghĩa, không nhất dứt khoát là tiền mặt, đó đều là tham nhũng. Luật của Hoa Kỳ họ nói rất rõ về việc đó. Tôi xin lấy thí dụ, gần đây chúng ta thấy có rất nhiều người, trong đó có ông Trần Thái Văn, có thể nói, tôi nghĩ rằng có thể liên quan đến một người thị trưởng của thành phố kế bên thành phố Westminster nữa, và một số những người trong đã thường là đầu tư vào trong những cái dự án lớn ở trong thành phố, những thành phố trong vùng quận Cam này. Thì anh nhớ cách đây không lâu là thành phố Westminster dự định bán, thực sự ra họ đã có cái hợp đồng rồi, là họ bán City Hall, nguyên một cái miếng đất gồm có The Rose Garden, City Hall, parking của City Hall, ngoại trừ cái sở cảnh sát
và cái bãi đậu xe của cảnh sát. Thì họ bán nguyên cái miếng đất đó lên đến cả mấy mẫu. Để làm gì? Để cho cái tập đoàn của ông Sheldon Developments xây những cái chung cư. Và trong cái khu chung cư đó thì họ sẽ dành ra một cái vị trí để mà làm lại cái City Hall mới cho thành phố Westminster. Thì đây là cái việc làm do ai? Do ông Trần Thanh Văn đứng ra làm luật sư và cố vấn cho Steve Sheldon Development. Và hội đồng thành phố lúc bây giờ đã bỏ phiếu trên đa số để mà chấp thuận cái dự án đó. Thì sau khi chấp thuận cái dự án đó, ông Chí Tạ được bổ nhiệm vào làm ủy viên của Nha Thủy Cục. Ai là cái người chairman của Nha Thủy Cục, của hội đồng quản trị của Nha Thủy Cục, chủ tịch hội đồng Nha Thủy Cục? Ông Steve Sheldon. Anh thấy nó có cái sự liên kết chưa? Bên này ông Chí Tạ giúp cho ông Steve Sheldon mua được cái miếng đất của thành phố với giá rất rẻ để xây một cái khu chung cư nhiều tầng. Và ai là người đứng ra vận động để mà đại diện cho ông Steve Sheldon trước hội đồng thành phố? Ông Trần Thái Văn. Và sau khi mà ông Steve, tập đoàn ông Steve được cái đó, thì ông Chí Tạ lại được bổ nhiệm vào làm thành viên của hội đồng thủy cục, tức là board member của board director. Và thành viên của hội đồng thủy cục thì có nhận lương không? Có lương và có rất nhiều cái ảnh hưởng. Thí dụ, Nha Thủy Cục là họ trông coi một cái ngân quỹ lên đến cả tỷ đô la. Họ lo về tất cả vấn đề nước cho cái vùng bắc, phía bắc của quận Cảng. Một công ty, một cái municipal, tức là một cái cơ quan rất là lớn lo vấn đề nước. Mà anh biết là nước là vàng, water is gold, nước là vàng. Thành thử ra cái ảnh hưởng họ ở rất Cali lớn. Này nó hạn hán. Dạ, ảnh hưởng họ rất là lớn. Một cái người board member của Nha Thủy Cục về vấn đề mà danh tiếng thì thấy không có gì là nổi bật như là một vai trò của một nghị viên hoặc không gì quá to tát. Nhưng mà nếu mà nói về ảnh hưởng tài chính thì nó lớn lắm, bởi vì nó liên quan đến những hợp đồng cả tỷ đô la. Và bây giờ chúng ta cứ nhìn vào cái sự vận hành của tài chính thì chúng ta thấy công ty Sheldon Development, bởi vì cái được Mỹ được phép mua, được muốn... phép độc quyền nhé, không phải đưa ra ngoài đấu thầu. Độc quyền trong độc quyền để mà mua cái khu đất của thành phố, tòa thị sảnh thành phố, không qua đấu giá luôn, không qua đấu giá đó, và luôn luôn được gia hạn. Tức là họ mua nhưng mà họ không có tiền là họ sẽ phát triển, là cứ tiếp tục được gia hạn, cứ vài năm lại được gia hạn. Thì khi mà họ mua được cái đó thì ông Chí Tạ đã được bổ nhiệm vào làm thành viên của hội đồng quản trị của Nha Thủy Cục, trong khi mà ông Steve Sheldon lại là chủ tịch. Rồi coi cái buổi họp mà họ bổ nhiệm ông Chí Tạ vào làm thành viên Nha Thủy Cục mới thấy rằng là ông Steve Sheldon là cái người mà đã thọt và đã lèo lái để cuối cùng, đáng lẽ là một người khác được, mà cuối cùng là ông Chí Tạ được. Ông Steve Sheldon bỏ phiếu trắng cho đến lúc mà thấy ông Chí Tạ đã rớt thì ông đòi đổi phiếu cộng lại. Lúc đầu ông Steve Sheldon là không dám vote yes cho ông Chí Tạ bởi vì sợ là bị liên can đến cái dự án với thành phố Westminster, thành ra ông bỏ phiếu trắng. Nhưng khi thấy những đồng viện của ông một nửa là bỏ cho ông Chí Tạ, nhưng mà một nửa hơn một phiếu là bỏ cho cái ông nghị viên Contreras, thì ông Steve Sheldon thành ra hai phiếu ngang nhau. Thì cuối cùng đó, ông Steve Sheldon không dám bỏ phiếu trắng, lúc đó mới yêu cầu là tôi muốn bỏ phiếu, đổi phiếu của tôi lại. Thì ông mới bỏ phiếu trắng, bỏ phiếu yes cho ông Chí Tạ. Thành ra anh nhìn vô cái đó, anh có cái dữ liệu đó rõ ràng trong quá khứ luôn. Tôi có, và tôi đã coi cái toàn bộ cái buổi họp của Nha Thủy Cục Huntington Beach rồi. Mọi sự như vậy, và tôi có luôn cả cái bằng chứng là ông Steve Sheldon, tức là Sheldon Development, được cái hợp đồng thơm tho là bán toàn bộ khu đất tòa thị sảnh của thành phố Westminster cho Steve Sheldon Development. Kể cả trong đó có cái ngôi nhà của Community Services cho những người già. Thì ông nhất quyết là ông mua sẽ hết luôn, phá hết, xây cái khu chung cư nhiều tầng. Và cuối cùng ai là cái người chặn đứng cái điều đó? Cuối cùng chặn đứng được là do bà Kimberly Hall. Thì đó là cái nguồn mà bất mãn
rạn nứt đầu tiên giữa bà Kimberly Hồ và phe ông Trần Thái Văn. Bởi vì ông Trần Thái Văn là luật sư đại diện cho Seldon Development đến thành phố, những buổi họp thành phố để mà xin thành phố chấp thuận bán cái thị sảnh, tòa đại sảnh của khu đất đó cho Steve Seldon, cho công ty của ông ta, công ty của Steve Seldon. Nên chúng ta nhìn vào vậy thì chúng ta biết là sau này tôi hỏi bà Kimberly Hồ, cho đến lúc mà cái chuyện đó xảy ra, tôi vẫn tin rằng bà Kimberly Hồ là hoàn toàn là phe của ông Trần Thái Văn, và ông Trần Thái Văn biểu làm gì là bà làm theo như vậy. Thì đó là cái sốc đầu tiên mà khi tôi thấy bà Kimberly Hồ đã vote no, không tiếp tục cái dự án của ông Steve Seldon. Thì sau này bà Kimberly Hồ mới kể lại rằng là cái việc đó ông Trần Thái Văn đã gọi phone và chửi bà thậm tệ, và từ đó nó có sự rạn nứt. Nhưng mà chưa có đi đến cái chửi là như thế nào, là tôi không có nhớ rõ cái câu chuyện, thành ra tôi không có muốn lặp lại, nhưng mà đại ý là ông Trần Thái Văn chửi là what the hell, đại khái vậy. Tức là có nghĩa là cái địa ngục nào, là hay là bà, một cái là đồ đại ý nói là đồ cà chớn, đồ chết tiệt, đại khái như thế, là đã không có nghe lời của chỉ đạo của cái nhóm, cái tập đoàn của ông. Anh nghĩ rằng trong cái điều đó thì cái lợi nhuận tài chánh hoặc là cái sự tit for tat, cái quyền lợi nó một lớn. Một dự án như vậy là phải lên ít nhất cũng phải từ vài chục triệu cho đến hơn 100 triệu. Anh cứ nghĩ đi, nếu mà thông thường một dự án như vậy mà một cái người nào mà đứng ra đại diện họ lấy 1% thì biết bao nhiêu là tiền. Tôi không nói là ông Trần Đại Văn có làm cái chuyện này không, nhưng mà không, ở Hoa Kỳ này không có ai làm đại diện cho một cái dự án lớn, bỏ thì giờ ra đi tranh, đi đến trước CD để mà yêu cầu như vậy mà làm free bao giờ. Sau này bà Kimberly Hồ còn cho tôi biết là ông Trần Thái Văn còn họp với lại nhân viên của thành phố ở biệt đó nữa. Đó, thì thành ra anh thấy rằng giữa cái thế lực của ông Trần Thái Văn với ông Chí Tạ và những cái sự liên hệ này đối với lại Seldon, Steve Seldon, nó móc nối như thế nào, thì không ai không thể nghĩ rằng là có lẽ cái việc hối lộ trong này là nó có, chứ không phải không có. Bây giờ ngoài cái việc đó ra còn bằng chứng gì nữa không để cho thấy là cái sự hối lộ này nó nằm ở cái mức mà có cái sự liên kết với nhau? Anh kể chuyện rất là hấp dẫn. Bây giờ hấp dẫn hơn nữa là mặt trời đang chiếu vào nữa, cho nên chúng ta có lẽ là phải dời cái ghế qua bên này để anh không có bị nắng chói quá nha. Tôi phải take care anh chứ không thôi về anh bị đen quá rồi bà xã anh lại không cho anh lên cà phê của tôi nữa thì lại tội nghiệp tôi. Vâng, thì thưa anh, đó là xin lỗi, bây giờ là quấy ly cà phê uống miếng. Mời quý vị nha, rồi chúng ta nói tiếp. Đây là cái buổi gọi là tọa đàm nói chuyện về thành phố Westminster và các vùng phụ cận, cũng như là vùng Nam Cali, và những cái việc vào thời gian bầu cử thì sẽ có những cái chuyện như thế này, và đồng hương cần phải biết để quý vị phải phân biệt ra rõ rằng là ai là người thật sự có công tâm để mà làm việc của công chúng, và ai là những người lợi dụng những chuyện công tâm này để làm giàu riêng cho chính mình. Vâng, bây giờ thì mặt trời bắt đầu lên và nó đã nóng hơn một chút theo cái câu chuyện của chúng ta, nó không còn mát mẻ và hứng khởi như lúc đầu. Nhưng mà không sao, thì tôi xin trình bày những cái dữ kiện và cái quan điểm của tôi. Quý vị, với tư cách là chủ tịch cộng đồng. Vâng, và những dữ kiện này là những dữ kiện chúng tôi đưa ra nó có thật 100%. Và nhận định của tôi thì là nhận định của tôi, còn nhận định quý vị thì nhận định của quý vị, chúng ta có thể mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Thì thưa anh, đó là một cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai mà tôi đưa ra những chuyện lớn thôi, những chuyện nhỏ mình bỏ qua một bên. Chuyện lớn thứ hai là cái chuyện mà bán đất công viên Liberty Park, là một cái công viên rất là đẹp, nằm ngay gần thành phố, cái tòa thị sảnh của thành phố Westminster, cách thành phố chỉ có vài trăm feet, nằm ngay trên cái ngã tư, bên góc bên này là tòa thị sảnh của thành phố, và góc bên kia là đằng sau cái một cái dãy bên đinh là cái công viên Liberty Park. Thì câu chuyện nó xảy ra, cộng đồng bây giờ mới biết, mọi người mới biết, thì ai cũng chưng hửng là khi vào năm 2020,
cuối năm 2021. Thì cái bà giám đốc về công viên và community service của thành phố Westchester, bà quyết định bà về hưu. Và khi bà về hưu đó thì bà mới... Có phải là bà Sherry Johnson? Không, bà đó là bà cựu tổng quản trị của thành phố. Bà này là bà giám đốc về công viên và community service, bà Diana Roberts. Thì khi bà này bà về hưu đó, bà mới than thở và bà mới nói rằng là mong là thành phố sẽ không có bán đất công viên, tiếp tục bán đất công viên nữa. Thì mọi người mới hỏi là tại sao, thì bà mới đưa cái sự việc vào năm 2010, để tôi nhớ lại cho nó chính xác, tôi có mang theo đây. Vào năm tháng 7 năm 2016, thành phố đã bán một phần đất công viên Liberty Park khoảng 10.200 square feet, tức là lớn bằng hai lớn cái... hơn mấy đất nhà của Andrew. Nhà ở trong thành phố Westchester trung bình là khoảng chừng 5.000 mấy cho đến 6.000 square feet. Cái miếng đất này tới 10.200 square feet, đất rất là đẹp mà nằm trong một vị trí rất là tốt. Thì cái vấn đề chính ở đây là cái gì? Họ đã bán cái miếng đất này qua một cái thủ tục mà nó không có minh bạch và vi phạm luật của tiểu bang, vi phạm hai điều luật của tiểu bang. Thì bây giờ mình nói về vấn đề không minh bạch trước. Không minh bạch là bởi vì thông thường khi mà thành phố có những quyết định lớn, nhất là thật là lớn như là cái việc bán đất công viên, là phải đưa vào một cái public hearing, phải có public hearing, tức là phải có cái việc trưng cầu dân ý và phải có cái sự đóng góp, phải được bàn bạc công khai trước mọi người. Thì trong buổi họp của hội đồng thành phố, nó phải được đưa ra vào một cái đề mục riêng biệt và yêu cầu thông báo cho cư dân biết để ai có ý kiến gì thì có thể đến phát biểu ý kiến của mình, và các nghị viên cũng như là thị trường phải bàn bạc qua lại rồi mới đi đến vấn đề bỏ phiếu. Đằng này đó, họ đưa vào cái phần gọi là consent routine matter, tức là consent calendar. Thì quý vị thấy đây, nó là đề mục 3.2. 3.1 là nói về cái vấn đề approve, tức là chuẩn thuận cái biên bản của buổi họp trước đó 2 tuần. Và đến cái mục thứ hai là vấn đề quit claim, tức là lấy lại cái chủ quyền của cái phần đất mà bán cho một công ty khác. Và nó còn 8 cái đề mục nữa. Thì tất cả 10 cái đề mục này được ông thị trưởng và hội đồng thành phố bỏ phiếu cùng một lượt mà không để có. Routine matters là những việc làm thường lệ. Như vậy thì cái vấn đề ở đây anh muốn nói rằng là thay vì miếng đất phải đưa vào một cái mục tiêu chính, một cái nghị điểm chính để mà bàn bạc, thì họ lại đưa vào trong cái vấn đề routine matters này để thông qua cho nó nhanh. Đúng vậy, thông qua cho nhanh cùng với lại 9 cái đề mục khác, thông thường khác. Tức là bỏ phiếu cùng một lượt, không có bàn cãi gì hết. Thì khi cái việc này nó đưa ra đó thì cũng chẳng ai để ý, chẳng ai theo dõi. Quý vị biết là cư dân thường thường họ không có đến buổi họp thành phố. Khi nào có chuyện gì mà nóng, quan trọng họ mới đến để họ góp ý, chứ còn thường thì họ không đến. Thì bữa hôm đó không ai đến cả và 10 cái đề mục này đã được thông qua. Thế nhưng mà khi mà họp đó thì ông Tyler Diệp, lúc đó là nghị viên của thành phố, đã bỏ phiếu trắng. Nhưng mà trước khi ông bỏ phiếu trắng đó thì cái người thư ký, tôi đã coi cái video của buổi họp, người thư ký đó mới đọc từng tên từng người để mà roll call, để mà bỏ phiếu. Thì ông Chí Tạ, ông Contreras, bà Cowry và bà Rice, lúc đó ông Chí Tạ là thị trưởng, thì ba người kia là nghị viên, thì bốn người này đã bỏ phiếu yes. Đến phiên ông Tyler Diệp thì bà thư ký bác hỏi Councilman Diệp, thì ông Diệp không trả lời, ông không vote. Ông lờ đi, ông hy vọng là không kêu ông vote. Đến khi mà ông bị họ gọi 2 lần, 3 lần thì ông bắt I haven't vote, tức là tôi chưa có bỏ phiếu. Thì lúc đó ông bỏ phiếu trắng. Đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy ngay là nó lòi cái đuôi chồn ra. Là tại sao vậy? Mắc mớ gì mà ông Tyler Diệp bỏ phiếu trắng cho cả 10 cái điều thông thường đó? Trong 10 điều thông thường đó là có cái điều và vấn đề mà chấp thuận cái biên bản của buổi họp 2 tuần trước, rồi cái chấp thuận cái báo cáo hành chánh của bà, lúc đó bà Sherry
Johnson là có cái báo cáo tài chính, rồi bà là giám đốc về cái bộ phận tài chính của thành phố. Thì những cái điều thông thường như thế ai cũng bỏ phiếu yes hết. Nếu mà chúng ta có một cái điều khoản nào mà chúng ta cảm thấy không có không có thoải mái, có ý kiến. Không có ý kiến thì lúc đó chúng ta mới nói là cái điều tôi xin lấy cái điều 3.2 hay là 3.5 ra và tôi sẽ bỏ phiếu những cái điều còn lại. Thì lúc đó mọi người sẽ bỏ 8 hoặc 9 điều ở trong 10 cái điều thông thường đó. Rồi đến cái điều mà ông Charles Diệp thấy là cần phải bỏ phiếu trắng thì bỏ phiếu trắng. Nhưng mà ông bỏ phiếu trắng cho cả 10 điều là một cái điều vô cùng bất thường. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra mà nó lại xảy ra trong cái buổi họp vào năm 2017 đó. À, 2016 đó. Thì người ta phải thắc mắc rằng ông Charles Diệp có lẽ sợ sau này là mình là cái người bỏ phiếu yes cho cái việc bán đất. Thành ra ông mới cố tình ông bỏ phiếu trắng, không những cho cái điều khoản đó mà cho luôn cả 9 điều còn lại. Thì bây giờ chúng ta mới tìm hiểu xem tại sao ông Charles Diệp checking âm thanh nha, anh nói tiếp đi. Tại sao ông Charles Diệp lại ngại cái điều đó? Là bởi vì ông có những cái đóng góp tài chính của cái người mua miếng đất. Cái người mua miếng cái khu đất đó đã đóng góp tài chính cho ông Charles Diệp và cho ông Chí Tạ. Anh có bằng chứng? Có. Có bằng chứng luôn. Có bằng chứng luôn. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ ngừng trong giây lát để có một vài quảng cáo thương mại hiểm trợ cho đài Phố Bà Xe TV. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay lập tức. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm Onon-6 với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard, điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Phố Xe TV và Andrew cũng như là anh Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, quay trở lại với những tình tiết thật là hấp dẫn. Tiếp theo xin mời anh. Vâng, thì ngay cái phần đầu vừa sắp sửa chấm dứt thì anh có hỏi là có bằng chứng không? Có thưa anh. Hội đồng thành phố họp vào tháng 7 năm 2016 để mà chấp thuận cái việc bán đất công viên Liberty Park. Và họ đã chấp thuận một cách lén lút qua cái bỏ phiếu đồng loạt cho những cái điều thông thường, 10 điều thông thường, trong đó có việc bán đất. Thì tôi có nói rằng là ông Charles Diệp bỏ phiếu trắng vì có thể ông đã ngại cái việc là ông có nhận được cái sự giúp đỡ tài chính của cái người mua đất này. Thì anh hỏi có bằng chứng không? Có, thưa anh, tôi đã coi cái báo cáo tài chính của ông Charles Diệp mà mỗi ứng cử viên hay là dân cử đều phải báo cáo hàng năm. Thì trước đó, trước cái buổi họp vào tháng 7 2016 thì vào tháng 4, tức là có khoảng chừng 3-4 tháng trước đó thôi, ông Charles Diệp đã nhận $1,000 từ cái người chủ, từ cái công ty SCT Westminster Property LLC. Đó. SCT Westminster Property. Dạ. Thì ông nhận được cái số tiền $1,000 đóng góp vào tài chính thì ngay trong vòng... SCT nó có vẻ chữ S giống như Sheldon quá vậy? Không, cái này là một công ty khác. Thì ông Christopher là cái người đã ký cái check cho ông Charles Diệp $1,000 vào tháng 4, tức là 3 tháng trước cái ngày mà họ họp hội đồng thành phố. Thành đó thì lý do tại sao ông Charles Diệp ngần ngại không dám bỏ phiếu mà muốn lờ đi, rồi sau đó ông bỏ phiếu trắng cho toàn bộ 10 điều, mà một trong 10 điều đó là cái việc bán đất cho ông này. Nhìn vào cái sự việc đó chúng ta thấy rõ là nó có cái sự dám nhận tiền nhưng mà không dám đồng ý bán đất vì sợ nó lòi cái đuôi ra là thì nó bắt đầu bất công. Ông ta lời Diệp khôn, nhưng mà cái miếng đất này cuối cùng rồi cũng đã bị bán xong hết rồi, đã bị bán xong hết rồi, và nó vi phạm vào cái hai cái điều luật của tiểu bang. Điều luật thứ nhất đó là cái điều luật 5400 đến 5409 là nó nói rõ rằng, tôi có cái điều luật đó ở đây, luật của tiểu bang đàng hoàng. Nó nói rõ rằng là khi mà thành phố muốn bán đất công viên thì việc đầu tiên là phải đổi, phải có những cái
chứng minh là đất đó dư thừa, không cần làm đất công viên. Thí dụ thành phố có quá nhiều đất công viên dư hơn những cái mà nhu cầu mà tiểu bang đã đòi hỏi. Tiểu bang California họ đòi hỏi là cứ mỗi bao nhiêu ngàn người là phải có bao nhiêu khoảng trống đất công viên. Thì nếu mà có dư đất thì lúc đó mới quyết định ra public hearing là cái đất dư này, cái chỗ công viên này là ít sử dụng nhất trong những công viên khác và không có nhu cầu tiếp tục nó, duy trì nó, thành ra bán một phần đi để phải qua cái quá trình đó, và hội đồng thành phố phải họp và đưa ra cái bằng chứng đó rồi đi đến cái quyết định là tuyên bố là đất này là đất dư thừa, không còn là đất công viên nữa. Kế đến khi muốn bán là phải, nó có cái luật khác, nó đòi hỏi là khi bán là phải có cái bán đấu giá, công bố cho tất cả mọi người biết để mà ai muốn mua thì có thể mua, và thông thường người nào trả giá cao nhất là người đó có quyền mua. Thế nhưng mà không những họ đã không đi qua cái quá trình để mà đổi cái đất, phần đất công viên đó thành đất dư thừa, rồi lại không đi qua cái quá trình bán đấu giá mà lại âm thầm bán cho cái người quen của mình. Và cái người quen này lại là người quen đã từng đóng góp tài chính cho ông Tyler Điệp. Và sau khi bán miếng đất này xong đó, thì cứ mỗi mùa bầu cử thì ông Tyler Điệp, ông Chí Tạ được thoải mái sử dụng cái văn phòng trên lầu của cái ông chủ cái khu Bình Đinh đó. Và anh có bằng chứng luôn. Có luôn bằng chứng để mà làm văn phòng tranh cử. Thì có bằng chứng là bởi vì mọi năm khi mà đến mùa tranh cử, đến cái ngày mà bầu cử đó tuyên bố đó, thì báo chí vẫn thường xuyên đến đó để mà phỏng vấn. Đó, thành thử ra chúng ta được biết rõ là văn phòng tranh cử họ nằm được đặt ở đó. Cho đến gần đây khi mà cái người chủ đất đó bán cho một người chủ mới thì không biết là có còn được sử dụng hoàn toàn miễn phí hay không. Hôm vừa rồi Andrew có nghe, nói tóm lại là Andrew có nghe bà nghị viên Kimberly Hồ nói rằng là cái việc bán đất công viên này đang được FBI điều tra, đúng không anh? Đúng là như vậy, và thực sự ra FBI cũng đã có liên lạc với tôi. Tại vì tôi tìm hiểu cái việc này rất kỹ, quý vị thấy tôi đã lên tìm hiểu luật của tiểu bang. Nhưng anh có nói cho FBI biết về ông Tyler Diệp và những gì mà anh đã trình bày ngày hôm nay không? Tôi đã nói hết. Thì bây giờ sự việc của FBI thì họ hỏi rất nhiều người, và trong đó có tôi, nhưng mà họ không bao giờ họ cho mình biết là cái việc điều tra của họ nó như thế nào, đi tới đâu, mình không và biết. Và anh có theo dõi là bữa nay họ điều tra tới đâu và khi nào có kết quả không? Không biết anh, bởi vì những cái đó FBI họ chỉ hỏi mình thôi, họ hỏi cùng mình, và tất cả những điều mà mình trình bày cho họ là mình phải tuyên thệ là sự thật chứ mình không được nói láo. Thì họ đã lấy hết những cái khẩu cung của tôi rồi, nó đi đến đâu thì tôi chưa biết. FBI cũng... khi mà họ điều tra có nhiều vụ, họ điều tra nhiều khi nó mất tới 3-4 năm. Giống như cái việc mà ông Andrew Đỗ, ông đã không có khai báo những cái tiền mà người ta đóng góp cho cái quỹ của ông đó. Tôi complain, tôi file cái complain với lại FPPC vào năm 2016. Mà bây giờ đến năm 2022, cách đây khoảng 1 tháng hơn, người ta mới điều tra xong và người ta mới phạt ông mười mấy ngàn đô la. Mất. Tôi đã đưa hết tất cả bằng chứng đó, là thấy rõ ràng là ông không khai báo những cái khoản tiền đóng góp đó, donation đó. Dễ như vậy đó mà họ mất tới 4-5 năm, bây giờ họ mới phạt ông mười mấy ngàn vì ông đã vi phạm luật tranh cử. Có bằng chứng luôn. Thì có bằng chứng, thì bây giờ cơ quan FPPC họ đã phạt ông rồi. Báo Voice of OC họ đã đăng cái phạt đó, thì họ cũng có nhắc đến tôi là cái người mà đã kiện ông khai báo cái việc đó về ông Andrew Đỗ vào năm 2016. Quay trở lại với vấn đề tham nhũng của vùng Nam Cali, nhất là vấn đề thành phố Westminster trong vấn đề bán đất đó. Hôm vừa rồi thì Andrew có một cái người tự nhiên liên lạc với Andrew, một người Mỹ trắng. Và sau này Andrew mới biết rằng đó là bà Sherry Johnson. Thì Andrew có cái tin nhắn của bà luôn. Trong cái phần bà nói nhắn gì? Tin mà bà nói rằng tôi có những chuyện muốn nói với Andrew qua phần phỏng vấn, hãy phỏng vấn tôi. Xong rồi Andrew trả lời rằng vâng, tôi rất là mong muốn. Tại vì có lẽ là do bà Terry Rand hoặc là bất cứ ai đó đưa thông tin. Thì Andrew nhắn tin. Thì bà nhắn lại rằng vâng, bà hẹn để phỏng vấn và có những chuyện bà nói cho cộng đồng biết.
Nhưng mà sau khi Andrew sắp xếp cái hẹn rồi đó thì ngày hôm sau là phỏng vấn, thì tối hôm đó bà nhắn tin lại cho Andrew rằng bà muốn cancel, bà không muốn nói nữa. Và Andrew hỏi tại sao như vậy, thì bà có nhắn tin cho Andrew, mà qua cái tin nhắn Andrew vẫn còn giữ liên lạc ở đây, là bà nói rằng là bà muốn gia đình bà bình yên và không muốn dính líu gì với vấn đề gọi như là vây cánh trong cái vấn đề tham nhũng này. Anh có nhắc tên bà đối với nhân viên FBI không? Không, tôi không biết cái tin tức đó. Có thể tôi nên liên lạc với họ. Đây là những cái góc khuất của cộng đồng mà bà Sherry Johnson là người biết rất là nhiều trong thành phố Westminster, nhưng mà tại sao bà không dám lên tiếng? Bà điều gì làm cho bà sợ và bà không dám nói? Tôi chưa có bao giờ nói chuyện với bà Sherry Johnson, nhưng mà tôi có nói chuyện với bà Diana Roberts. Tôi nói là tại sao bà không nên trực tiếp nói thẳng những điều này ra, mà bà phải nói qua một hai người như là tôi. Bởi vì nếu bà nói thẳng ra thì cộng đồng sẽ hiểu rõ hơn là qua tôi. Bởi tôi nói bà nói thì người ta cũng không biết được. Thì bà nói là bà sợ bị trả thù. Tôi nói là bà không còn là nhân viên thành phố nữa, làm sao bị trả thù được. Bà nói là không, họ có thể họ khủng bố gia đình tôi, họ bằng nhiều cách khác nhau. Cách mà nhẹ nhất là họ đưa tôi lên ra bill xấu, và như vậy thì gia đình tôi sẽ cảm thấy bị phiền hà. Tôi không muốn, tôi không sợ, nhưng mà tôi không muốn gia đình tôi phải bị nghe những cái lời đàm tiếu phiền hà. Nên thành ra thôi tôi xin lỗi, tôi không thể nói được. Ngoài cái vấn đề ông Tyler Diệp nhũng nhiễu như vậy đó, và vấn đề miếng đất sắp tới đây trong vấn đề bầu cử, bây giờ chúng ta bước qua vấn đề bầu cử một chút xíu trước khi chúng ta kết thúc, vì cũng đã là rất dài cho cái câu chuyện ngày hôm nay với những chi tiết mà gọi là mới mẻ trong câu chuyện tham nhũng tại thành phố Westminster. Anh có biết về vấn đề Westminster Mall và những ông chủ đất của Westminster Mall, và Andrew có nghe một cái nguồn tin báo lại cho Andrew biết rằng ông Tyler Diệp hiện bây giờ cũng đang nằm trong cái danh sách nhân viên của một trong những cái người gọi là chủ đất của Westminster Mall, và sắp tới họ đang dự tính làm gì, và cái việc dự tính đó liên quan gì đến vấn đề bầu cử tại thành phố Westminster, anh có nghe không? Cái nội tình trong đó thì tôi chưa có được biết nhiều, nhưng mà tôi biết cái việc ông Tyler Diệp bây giờ là không muốn đi vào chính trị, mà muốn là cái người đi vận động hành lang cho những cái dự án lớn trong thành phố. Tất nhiên những dự án lớn là những nơi mà có những đồng tiền lớn. Đúng vậy, những dự án lớn lên từ ít nhất là cũng phải 5-70 triệu cho đến cả vài trăm triệu. Thì nó có hai cái dự án lớn ở trong thành phố Westminster, một cái là ngay đường Bonsai và đường Brookhurst. Tôi được biết là cái dự án đó đã được một cái tập đoàn Trung Cộng đã mua rồi. Thì câu hỏi được đặt ra là cái vấn đề minh bạch như thế nào? Tại sao cái sự việc đó không được đưa ra trước hội đồng thành phố để mà chuẩn thuận? Thông thường khi người ta cho một cái người chủ nào có dự án lớn mà nó có liên quan đến vấn đề tiền thuế của dân. Nếu không có tiền thuế của dân thì tư nhân họ muốn bán cho ai họ bán, thành phố không được quyền can thiệp vào. Nhưng mà vì nó có liên can đến tiền thuế của dân, đó là gì? Là cái dự án đó được thành phố cho miễn thuế tất cả những tiền thuế về hotel tax trong vòng 25 năm. TOT. TOT, Transient Tax, tức là tiền thuế khi chúng ta đi thuê khách sạn, chúng ta phải trả luôn cái tiền thuế mỗi đêm chúng ta ở đó. Bên Westminster hình như là khoảng 10%, bên Garden Grove là 15%. Thì 25 năm cái tiền thuế đó nó lên đến vài chục triệu đô la. Tiền thuế của dân đã được phải bỏ ra để mà tài trợ cho cái dự án đó. Vì vậy khi mà họ đổi chủ, không phải là bỏ ra mà là mất đi, mất thu nhập. Dạ, mất thu nhập. Thì khi mà có những cái quyền lợi như vậy thì muốn sang qua một cái người chủ mới phải có cái sự đồng ý của hội đồng thành phố. Mà không thấy gì hết, mà bây giờ chỉ nghe tin đồn, là thực sự ra cũng không phải là tin đồn nữa, mà nó từ nguồn tin rất là đáng tin tưởng, là cái dự án đó đã được bán cho một tập đoàn của Trung Cộng.
thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là nó có những cái chuyện mờ ám đằng sau lưng. Và cái người đứng ra vận động cho cái dự án đó là ai? Lại cũng là ông Trần Thái Văn. Mà ông Trần Thái Văn và ông Tra Lợi Diệp thì anh biết rồi, đó là cùng một cái nhóm với nhau. Ông Tra Lợi Diệp là đệ tử ruột của ông Trần Thái Văn. Bây giờ ông làm cho Westminster Mall thì điều đó nó lại đưa đặt đến vấn đề là liệu có những cái vấn đề hối lộ hay là những đề ép phe dưới gầm bàn ở đằng sau hậu trường hay không? Theo anh thì cái phe cánh của ông Trần Thái Văn, ông Tha Lợi Diệp sẽ có liên quan đến những ai trong vấn đề tranh cử sắp tới ở thành phố Westminster? Họ đang đưa ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí rất rõ ràng. Ông đưa Charlie Nguyễn Mạnh Trí, họ đưa ông Nam Quang, họ đưa bà Amy West ra để mà tranh cử cho hai địa hạt, nghị viên cho hai địa hạt số 1 và địa hạt số 4. Và ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí là ra tranh cử chức thị trưởng. Họ hy vọng là họ thắng được cả ba cái ghế này là họ sẽ nắm quyền chủ động lại cho họ, nhóm của họ. Thì dĩ nhiên là các dân cử họ thường thường có cái khuynh hướng liên kết với nhau. Nhưng mà liên kết với nhau vì cái lợi ích chung thì nó là tốt, mà liên kết với nhau để nhằm một cái mục đích trục lợi và tham nhũng thì đó có điều rất tệ hại cho thành phố. Chúng ta biết được rằng trong thời gian quá khứ, ông Trần Thái Văn đã điều khiển ông Trí Tạ, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và bà Kimberly Hồ để mà tiếp tục cái dự án, trao dự án mà trong cái tòa thị sảnh của thành phố Westminster cho Sheldon Development. Cho đến khi mà bị mất bà Kimberly Hồ thì họ còn 2 phiếu họ mới mất cái dự án đó. Sau đó họ lại cố gắng họ đưa ông ông Chu Thái vào làm tổng quản trị thành phố, không được, vì cũng vì không có được sự ủng hộ của bà Kimberly Hồ. Kế đến họ tìm cách họ đẩy ông Tyler Diệp vào làm tổng, thay vì ông Chu Thái thì đẩy ông Tyler Diệp làm tổng quản trị thành phố, cũng không được. Và tôi được bà Kimberly Hồ cho biết là ông Trần Thái Văn và ông Chí Tạ đã áp lực bà là không thể nào mà không giúp yểm trợ cho Tyler Diệp, vốn dĩ là người ta nói là đứa em tinh thần của bà Kimberly Hồ, của cả nhóm. Nhưng mà bà Kimberly Hồ nhất định, theo như bà trả lời tôi biết, là bà bỏ phiếu no và trả lời thẳng thừng rằng dù cho có là anh em trong nhóm mà cũng phải là cái người có khả năng mới có thể đề bạt làm tổng quản trị được. Và vì vậy mà cái đó là cái giọt nước cuối cùng, nó đã làm tràn ly và nó đi đến cái sự mà chống đối giữa bà Kimberly Hồ và nhóm ông Trần Thái Văn. Thì chúng ta nhìn cái sự việc như vậy, chúng ta phải thấy rằng là cái việc mà có cả một cái tập đoàn liên kết để mà trục lợi làm việc với nhau, cả một tập đoàn chứ không phải là chỉ một người hay hai người cá nhân lẻ tẻ. Và điều đó nó đi đến cái chuyện mà tại sao báo Register, báo Voice of OC họ la làng lên là Westminster là tràn lan vấn đề tham nhũng. Tham nhũng nó là một cái bình thường ở trong xã hội nào cũng có, kể cả Hoa Kỳ, kể cả ở mặt tiểu bang cũng như là liên bang. Nhưng mà nó ở cái mức mà rất là lẻ tẻ và cô lập, nó không có giang lan rộng như là bên Westminster. Ngoài ra cái tập đoàn này họ còn có những cái... Nhưng mà phạm tội ít thì phạm tội nhiều cũng là đều phạm tội. Đều phạm tội, và không sớm thì muộn nó cũng sẽ một ngày nào đó khi mà nó có quá nhiều bằng chứng thì lúc đó nó sẽ bắt buộc phải bục ra. Như cái kim lâu ngày trong bao thì nó cũng sẽ có ngày nó lòi ra ngoài thôi. Giống như là khối u ác tính này, khối u liền tính. Nhưng mà ngoài cái việc đó ra, anh, tại sao tôi vẫn có phải tiếp tục tôi lên tiếng, tôi nói như mà này, mặc dù tôi lên tiếng vậy tôi thành ra cái đinh trong cái gai trong mắt của cái tập đoàn ông Trần Thái Văn mà tôi vẫn phải lên tiếng, là bởi vì mình bỏ xứ sở ra đi vì mình không chấp nhận được cái sống dưới cái chế độ áp chế, độc quyền và đầy tham nhũng của Cộng sản. Mà bây giờ mình ở đây mình đã thấy nó xảy ra ngang ngạn như vậy. Tập đoàn của ông Trần Thái Văn không phải là chỉ là tham nhũng không, bị những cái chuyện như vậy hay không, mà trong nhóm của ông có sử dụng rất nhiều âm binh, âm tướng để mà lên tiếng, chùi vập tất cả những ai mà dám lên tiếng phơi bày chuyện này ra. Thành ra ông thấy từ ông Nam Quang, ông Ngô Kỷ, ông Trần Nhật Phong, ông rất nhiều người đã luôn luôn lên tiếng để mà vùi dập tôi và vùi dập rất nhiều người khác như là ông Tài Đỗ, bà Kimberly Hồ. Và đó cũng chính là điều mà tại sao bà Sherry Johnson bà sợ, bà không dám lên
chương trình của ông nữa vì cũng sợ bị vùi dập như vậy. Bà Diana Robert là người Mỹ mà cũng vẫn sợ vùi dập bởi vì họ cứ chửi riết, mình cũng nghe, mình gia đình của mình cũng bị nao núng. Gia đình của tôi cũng rất buồn phiền khi mà tôi bị chửi bới như vậy, họ buồn lắm chứ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã vượt qua cái sự buồn phiền đó rồi, chúng tôi nhất định là tiếp tục phải đưa những điều này ra ánh sáng để cho mọi người nhận thấy. Như vậy thì theo anh thì bà Kimberly Hồ là một yếu tố phá bỉnh của cộng đồng hay là bà một yếu tố thay đổi và muốn làm trong sạch cộng đồng? Bà Kimberly Hồ và ông Tài Đỗ khi mà nhận rõ chân tướng sự việc của tập đoàn ông Trần Thế Văn thì họ như những người khác, họ không thể nào chấp nhận được. Và bà đã lên tiếng để mà họ cảnh báo cộng đồng. Tôi rất là nể ông Tài Đỗ cũng như bà Kimberly Hồ về cái sự việc đã đưa những cái sự việc này ra. Đây là những cái người Mỹ người ta gọi là whistleblower, tức là những người mà la làng lên cho báo động cho mọi người biết. Thì thông thường những cái người whistleblower bị những cái người mà những cái tập đoàn đó họ vùi dập là những người phá hoại. Bao giờ cũng vậy, họ phải làm sao họ vùi dập những cái người mà thổi còi báo động để mà không ai chú ý đến những cái lời nói của người ta nữa. Thì phải nói rằng ông Tài Đỗ và bà Kimberly Hồ, hai người này đã chịu rất nhiều cái hàm oan cũng như những sự vùi dập, kể cả họ lôi bịa những cái chuyện đời tư của gia đình người này ra để mà đả phá. Ông Tài Đỗ thì cũng đã bị hàm oan và bị lăng nhục mạ rất nhiều rồi. Bà Kimberly Hồ gần đây cũng vậy. Họ đổ thừa là chồng của bà đó là Tàu Cộng, cái là Communist China Chinese. Bà đổ thừa trong khi ông ta là cái người mà đẻ ra ở đây và cha của ông ta qua đây từ hồi còn rất là bé, là coi như là hoàn toàn là người Mỹ qua bao nhiêu đời như vậy rồi. Thì họ còn đổ thừa là chồng của bà này là điệp viên gián điệp của Tàu Cộng gài vào đây để mà tìm cách mà phá hoại thành phố Washington. Đây là những cái điều mà nó rất là vô trách nhiệm, bởi vì nếu mà bà Kimberly Hồ thưa những người này ra tòa đó thì họ bị vào cái tội là xách động những cái thành phần mà cực đoan để mà có thể làm hại đến gia đình của bà Kimberly Hồ. Tôi lý dụ một cái người cực đoan nào đó mà tâm thần không được bình thường, nghe qua những chuyện này đang phẫn uất cái chuyện Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông, họ có thể họ có những cái việc, những hành động bạo động đến gia đình của bà Kimberly. Điều đó nó xảy ra. Vào năm 2018 tôi cũng bị ba người Việt Nam lên án đòi xử tử tôi. Một người ở tôi báo cho cảnh sát thì một người đã bị cảnh sát bắt và đưa ra tòa. Và cái ngày ra tòa thì tôi cũng đến và tôi nói với tòa là tôi tha cho ông ta. Tôi không muốn trả ông ta nữa vì ông ta là người bị bệnh tâm thần. Với điều kiện là ông này phải uống thuốc. Vì ông ta, khi mà ông ta bị bệnh tâm thần nghe những lời suối xác động như vậy, ông ta nổi điên lên, ông ta muốn xử tử tôi. Người thứ hai là ở bên Nhật. Cảnh sát họ tìm, họ truy ra là người này bên Nhật. Thành ra họ nói rằng thôi, bên Nhật thì họ nói như vậy có lẽ không ảnh hưởng đến tôi. Trực tiếp đến tôi không có cả. Imminent, không có kề bên, nhưng mà nó cũng có một cái nguy hiểm. Và một người thứ ba đó thì anh ta nói tội của tôi đáng xử tử thôi. Thì khi cảnh sát gặp ông ta đó thì ông giải thích là ông ta chỉ nói theo cái luật của Việt Nam là đáng xử tử, nhưng mà cảnh sát nói là ông đã đi quá cái lằn ranh, bởi vì cái lời nói của ông đó nó có tính cách xác động người khác xử tử tôi. Nếu ông tiếp tục làm nữa thì cảnh sát sẽ không còn biện pháp nào khác hơn là phải bắt ông, đưa ông ra tòa về tội xác động người khác để mà muốn làm hại một cái người nghị viên. Thưa anh, thì anh thấy đó, thành ra đối với bà Kimberly Hồ, những cái việc làm vô trách nhiệm của những cái người mà muốn chống đối bà đó là rất là tệ hại. Thì họ dựa vào ai? Họ dựa vào ông Nam Quang, những người mà có những cái hành động rất là hàm hồ, và ông Ngô Kỷ mà cứ liên tục lên để mà nhục mạ những người khác. Thì nhiều người đề nghị tôi nên kiện, nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ tôi không cần thiết phải làm cái việc đó, bởi vì cử tri họ sẽ biết được là ai đúng ai sai. Ông Nam Quang và ông Ngô Kỷ là một trong những nhà truyền thông YouTuber, họ có thể lắng nghe những thông tin mà họ nghe được và họ lên, họ cũng giống như anh nói là họ cũng tweet còi, họ cũng la làng lên cho đồng hương cùng nghe.
thì làm sao mà anh không cho phép họ nói được chuyện đó? Không, cơ quan truyền thông họ phải có những cái tìm hiểu để mà xác định sự kiện. Cái quan điểm của họ thì họ muốn làm thì họ làm, nhưng mà họ đưa những thông tin mà thông tin nó không trung thực thì họ cũng chịu trách nhiệm. Tôi lấy thí dụ như Fox News và CNN, một đôi khi họ cũng loan những cái tin mà sau này họ phải lên tiếng họ xin lỗi, bởi vì họ đã không kiểm chứng cái dữ kiện. Cái quan điểm, cái bình luận của họ, họ có toàn quyền họ bình luận như thế nào là toàn quyền của họ. Nhưng mà cái dữ kiện họ phải kiểm chứng trước. Hay là nếu họ có nói, họ cũng phải nói rằng đây là những cái nguồn tin mà chưa được kiểm chứng, chứ không thể nói một cách khơi khơi như vậy được. Đó. Ngoài cái việc đó ra, cái cường độ cũng như là frequency, tức là thông thường họ làm, thì nó cho thấy là nó có một cái dụng ý xấu xa nhằm mạ lị. Thì anh nếu có bằng mà chứng không? Thì có bằng chứng chứ, bởi vì họ đã nói rất xấu rất nhiều lần. Quý vị nghe trên đài phố Bonsa hay là lên William Church, quý vị cũng thấy được. Và đó cũng lý là sao mà ông Nam Quang và ông Ngô Kỳ đã bị ông Ted Bùi kiện và bà Rose kiện ra tòa. Rồi gần đây là tôi được biết là ông Mike Vũng Tàu cũng đã kiện, không những kiện ông Nguyễn Tiến Dũng mà còn đã bổ túc hồ sơ kiện để mà kiện luôn cả ông Nam Quang. Bởi vì không thể nào mà được quyền mà lên mà cứ mạ lị người ta như thế. Tôi có một cái điều mà tôi muốn nói với quý vị ở đây, đó là quý vị nghe cái lời phát biểu của ông Nam Quang. Ông Nam Quang mà người như vậy mà ông Chí Tạ và ông Trần Thái Văn lại cứ tiếp tục sử dụng để là những người mà đánh phá, và không những thế lại còn endorse, tức là ủng hộ, chính thức ủng hộ ra tranh cử nghị viên thành phố Westchester, thì tôi không hiểu những người đó suy nghĩ như thế nào. Tôi để cho quý vị nghe, quý vị nghĩ coi một người như vậy có xứng đáng ra làm nghị viên hay không, đừng nói gì ra tranh cử. Và tại sao ông Chí Tạ và nhóm Trần Thế Văn lại ủng hộ một cái người mà có những cái lời nói thô tục như thế? Tôi mời quý vị coi đây, quý vị chờ một phút, cái internet của tôi nó hơi chậm. Những cái thằng vô trách nhiệm, ông Đỗ Phủ nữa, ông Đỗ Phủ cũng rất là vô trách nhiệm. Còn thằng Đoàn Trọng thì thôi rồi, thằng Đoàn Trọng là thua rồi. Cái thằng mà không có còn biết xấu hổ gì nữa, nó liếm. Tao phải dùng ngôn ngữ Đan Mạch với tụi mày á, đủ má tụi mày. Tao không có xấu hổ khi mà tao nói những cái chuyện đó đâu, tao chửi đúng. Đủ má tụi mày. Tụi mày khốn nạn vừa vừa thôi. Đồng Hương mai mốt họ bị mắc dịch rồi, họ chết rồi, lúc đó rồi tụi bay đền mạng được cho người ta hả? Tao nói có đúng hay không? Tao chửi đủ má tụi mày có đúng hay không? Đủ má, đủ cha, đủ mẹ gì tụi bay tao chửi hết á. Tao không có, tao không, cái từ gì mà nó đi vô trong đầu của tụi bay, nó làm cho tụi bay thức tỉnh được là tao sẽ chửi, tao sẽ dùng cái từ đó đó. Tụi bay tha hồ, tụi bay quote tao, tụi bay tha hồ, tụi bay repost luôn. Đó, thì bây giờ tôi nói anh nghe, một người như vậy mà nhóm ông Trần Thái Văn, ông Chí Tạ sử dụng để mà đi vùi dập những ứng cử viên mà không gia nhập vào phe nhóm của họ, ai cũng bị hết đó. Từ ông Jimmy Phạm là một người ứng cử viên mới, một luật sư trẻ trong cộng đồng Việt của mình, đến bà Terry Vũ Nguyễn, đến ông Tài Đỗ, đến bà Kimberly Hồ, đến cá nhân tôi, đến bà Janet Nguyễn, tức là tất cả những người ứng cử viên nào hay là đơn cử nào mà không có theo phe họ là họ vùi dập cho đến cùng. Và họ đưa một cái người mà có những cái lời lẽ như thế, anh nghĩ chẳng may nếu mà ông ta trở thành nghị viên thì cộng đồng của mình làm sao mà không xấu hổ cho được. Trong cái clip mà anh vừa mới chiếu cho quý vị coi, Andrew xin lỗi quý vị về cái cách dùng và cái ngôn ngữ. Tuy nhiên nếu Andrew nghĩ không lầm thì đây là cái sự bức xúc được bày tỏ ra bởi ông Nam Quang về cái vấn đề, có lẽ là trong thời lúc buổi Covid, đúng không? Đúng vậy. Và tổ chức cái bối cảnh của cái câu đó là về cái việc gì thưa anh? Mình không thể trích ngang được. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà phát khẩu trang và một số thực phẩm
cho tất cả quý đồng hương. Chúng ta biết vào khoảng tháng 3 năm 2020, lúc đó là Covid mới bùng phát ở Hoa Kỳ và đang bùng phát mạnh ở Quảng Cam. CDC đã ra lệnh là tất cả mọi người phải đeo khẩu trang, thì không ai có thể mua khẩu trang được. Bởi vì khẩu trang lúc đó cho những người ở trong các bệnh viện còn chưa đủ, thành ra không ai mua được. Thì mọi người đã đang hấp tấp là tìm cách may khẩu trang ở nhà. Hoặc là có những cơ sở thương mại họ may khẩu trang để họ tặng cho ai cần đến. Thì ngày hôm đó là cái ngày mà phát khẩu trang cho nhiều người. Thì tôi là cái người đứng ra giúp để mà tổ chức cái chương trình phát khẩu trang. Nhưng mà nó buồn cười đó là ông Chí Tạ cũng trong cái thời điểm đó phát khẩu trang ở bên chùa Điều Ngự, thì ông này lại không đến phản đối, mà bên cộng đồng đứng ra nhận lãnh cái việc phát khẩu trang và phát thực phẩm, thì ông Nam Quang lại đến chửi rất nặng nề. Tại sao lại chửi những người phát khẩu trang? Là bởi vì ông sợ rằng là phía bên cộng đồng lúc đó là đang có cái vận động để mà bãi nhiệm ba người trong thành phố Quanh Tơ, là ông Chí Tạ, ông Trao Lương Mạnh Trí và bà Kimberly Hồ. Thành ra họ sợ rằng với cái sự việc mà cộng đồng đứng ra phát khẩu trang như vậy thì phe mà chống đối ba người kia sẽ có cái lợi thế và sẽ lôi kéo ảnh hưởng. Nhưng mà thực sự bữa hôm đó chúng tôi chỉ lo phát khẩu trang, phát mì cũng như là gạo cho đồng hương, bởi vì kể cả gạo, mì và nước lúc đó cũng không còn để mà cho chúng ta mua. Đó. Thì lúc đó chúng tôi đó là phải chạy đông chạy tây xin rất nhiều cơ sở như là Sài Gòn Supermarket cho gạo, cho mì, và một số những cái chợ như là chợ Đà Lạt Supermarket cũng cho chúng tôi mì gói để mà chúng tôi cho hợp chung lại để phát thêm cho ý anh nói là người. Lúc đó thì trong cộng đồng có những cái chuyện nó khẩn cấp hơn, và đối chọi với lại Covid thì bên phía các nhóm của anh đã làm hết sức để mà ủng hộ cộng đồng trong vấn đề đối diện với lại cái nạn sức khỏe khủng khiếp này. Thì bên phía của ông Nam Quang không có muốn anh làm điều đó hay sao, hay là bức xúc vì anh muốn lôi kéo ảnh hưởng cho nên mới đưa ra tôi không biết tôi không biết vậy. Là cái mục đích chính của họ là lý do gì, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ nó là cả hai. Thứ nhất là không muốn cái uy tín của tôi được tăng lên, vì tôi làm một cái việc lúc đó là mang rất nhiều lợi ích đến cho, phải có thể nói là tất cả cư dân ở trong quận Cam này. Cả đã có rất nhiều người ở Los Angeles, ở Long Beach lái xe tận xa xôi xuống đây để chờ lãnh cái phần đó. Chúng tôi giờ phút chót thì chúng tôi làm được một nửa, phát được một nửa, còn một nửa còn lại thì không phát được, bởi vì bên nhóm của ông Nam Quang đã gọi vào cho 911, và trong cái YouTube cái phần một cái phần khác của ông cũng khoe rằng chính cái ông nhóm của ông là cái người mà đã liên tục gọi vào cho sở cảnh sát Garden Grove than phiền rằng là những người đi sắp hàng chờ lãnh đã ẩu đả, cãi nhau và đã có những cái chuyện mà kẹt xe đó. Thành thử ra khi mà nhiều người gọi than phiền quá thì cảnh sát bắt buộc phải đến để yêu cầu giải tán, vì không muốn có những cái chuyện mà kẹt xe cũng như cái chuyện ẩu đả. Andrew nhớ cái sự kiện đó rồi, sự kiện đó được tài trợ bởi ông Hoàng Kiều. Đúng vậy, ông Hoàng Kiều. Và lúc đó anh là người đã đứng về phía ông Hoàng Kiều để kêu gọi bãi nhiệm bà Kimberly Hồ, ông Trí Tạ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Đúng không ạ? Đúng là như vậy. Thì nhưng mà thực sự ra cái đó không phải là được tài trợ bởi ông Hoàng Kiều hoàn toàn. Ông Hoàng Kiều chỉ lo cái vấn đề tài trợ về khẩu trang thôi. Tức là ông cho người may mua vải và may khẩu trang, và ông ta tặng cái phần khẩu trang đó cho tất cả đồng hương. Ngoài ra còn mì và gạo và những thứ khác thì là do tôi vận động các cơ sở thương mại, các chợ ở xung quanh đây như là chợ Đà Lạt, chợ Sài Gòn City Supermarket để mà yểm trợ những cái phần thực phẩm đó. Thì ngoài cái việc đó ra, tuy tôi là cái người lên tiếng ủng hộ cái việc bãi nhiệm ba nghị viên thành phố là ông thị trưởng Chí Tạ, ông Trao Lý Mạnh Trí và bà Kimberly Hồ, nhưng tôi lại không là cái người mà tham gia vào trong cái công trình cái công cuộc bãi nhiệm đó. Tôi chỉ lên tiếng từ cái quan điểm cá nhân, giống như là ngày hôm nay tôi lát nữa đây tôi cũng xin phép được lên tiếng về một số những ứng cử viên, tôi ủng hộ ai và không ủng hộ ai.
thì tôi chỉ lên tiếng là tôi ủng hộ cái việc bãi nhiệm, bởi vì tôi không muốn thấy cái cảnh mà có những cái tập đoàn trời lại nắng lên rồi tiếp tục lại di dời. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc nói chuyện, phải nói là rất là sống động, không thiếu phần nóng như là ánh sáng mặt trời tại phố Bonsa sáng hôm nay. Vâng, thì bây giờ để tiếp lời là tôi hoàn toàn khẳng định là tôi không hề dính líu gì dù lớn hay nhỏ trong cái việc mà nỗ lực tìm cách bãi nhiệm ba nghị viên đó vào năm 2020, vào tháng 4 năm 2020. Tôi chỉ có lên tiếng về cái quan điểm của mình là tôi nghĩ rằng không nên có một cái phe đảng mà họ có cái lạm dụng cái quyền lực của họ để mà đàn áp cái tiếng nói dân chủ như là đàn áp ông Tài Đỗ. Ông Tài Đỗ thực sự ra đã bị đàn áp. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà ông bắt đầu ông lên tiếng, ông phơi bày những cái việc mà tai hại, những cái việc làm sai trái, tham nhũng của không thiếu đạo đức của những nghị viên trong thành phố Washington, thì họ đã ra một cái đạo luật là khi mà ông Tài Đỗ muốn bàn về một cái điều gì trong cái buổi họp của thành phố thì ông phải xin phép và phải được chấp thuận bởi đa số hội đồng thành phố rồi mới được lên tiếng. Nếu mà không được chấp nhận của đa số, phải chờ 6 tháng sau mới được đưa ra để mà xin lại. Thì như vậy là họ dùng luật của thành để mà ép. Họ dùng đa số, họ đã đưa ra cái luật để mà đàn áp cái tiếng nói của một người nghị viên. Thì tôi thấy rằng cái điều đó nó không khác gì cái chế độ cộng sản. Thành ra tôi nghĩ rằng đã phải đến cái lúc mà nên recall một hay là cả ba người này. Và Andrew cũng có nhớ một lần là ông Tài Đỗ có nhắn lên trên Facebook của ông ta rằng là thành phố Westminster này đã chính thức biến thành thành phố Hồ Chí Minh. Ông nói một cách mỉa mai như vậy. Ông nói rất là mỉa mai bởi vì những cái hành động của những người kia. Dạ. Dựa trên những hành động bịt miệng của những người kia cho nên ông đưa ra cái câu tuyên bố đó. Nhưng mà cũng có một số các những người ở trong thành phố, mà lúc đó là cũng có bà Kim Lê Hồ, cũng nói rằng là ông Tài Đỗ đã nhân danh uy tín của ai mà dám đổ tên của thành phố và tiếp tục gọi là mạ lị và mạt sát ông Tài Đỗ vì cái câu Twitter đùa cợt như vậy, phải không? Đúng là như thế. Và trong cái quá trình năm 2019-2020 đó, bà Kimberly Hồ đã không ngớt lời xì vả và cũng chỉ trích tôi, nhục mạ tôi ở ngay trong những buổi họp của hội đồng thành phố. Ít hơn là ông Tài Đỗ, nhưng mà cũng đã nhiều lần như thế. Tuy nhiên tôi đã nói rằng với những người là trong nhóm của tôi đó là tôi không có thù vặt. Tôi luôn luôn đặt cái quyền lợi của tập thể lên trên hết. Thành thử ra khi bà Kimberly có những việc làm gì mà tôi thấy đúng, đắn thì tôi luôn luôn tôi yểm trợ những cái việc làm đúng đắn của bà. Và trong tương lai, người ta nói trong tương lai có thể bà sẽ quay lại, bà đâm sau lưng tôi thì sao? Tôi nói cái chuyện tương lai là cái chuyện tương lai, không ai biết được. Nhưng mà trong tương lai nếu bà làm sai thì bà sẽ phải chịu những cái lời phê bình của những người nào khi mà bà làm sai. Nhưng mà ngay trong thời điểm này tôi biết bà làm đúng thì tôi sẵn sàng tôi yểm trợ cho bà. Mặc dù là trong quá khứ bà đã làm sai và bà đã từng không những làm sai mà lại còn chơi tôi sát ván. Nhưng tôi không có nhỏ nhen cái chuyện đó. Tôi đặt quyền lợi của tập thể lên trên cái những cái bực bội cá nhân. Đối với ông Chí Tảo cũng vậy, tôi có những cái điều rất là không đồng ý với ông, nhưng mà nếu sau này ông làm những việc, ông bỏ những việc sai trái đi và ông làm những việc tốt, tôi cũng sẽ sẵn sàng yểm trợ ông. Không có nghĩa là tôi bỏ qua những chuyện gì đã xảy ra, tôi nhớ hết, nhưng mà tôi không có đặt cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Làm sao ông Phát Bùi là một chủ tịch của cộng đồng Việt Nam Nam Cali nhớ hết tất cả những cái sự cay đắng, thù hận, ta gọi là những cái hiềm khích trong quá khứ, để rồi tổng kết lại cái hiềm khích nào đáng giữ, cái hiềm khích nào đáng bỏ? Tôi nhớ hết thưa anh. Và những cái hiềm khích, không có hiềm khích nào mà đáng bỏ và hiềm khích nào đáng giữ hết. Tất cả khi cần bỏ là phải bỏ hết, dù lớn hay nhỏ, vì cái lợi ích chung. Đó, thành ra đối với tôi quan niệm như vậy. Ngay cả trong tương lai, không thể, nhiều người đặt vấn đề là bà Kimberly đã từng quay lưng lại ông Chí Tà thì sau này cũng có thể quay lưng lại tiếp tục đâm sau lưng tôi nữa. Cái chuyện tương lai là chuyện tương lai. Bây giờ bà ta đang làm đúng thì tôi yểm trợ cái việc làm đúng của bà ta.
mai mốt bà ta làm sai thì tôi sẽ phải lên tiếng tôi nói cái việc đó là sai. Ông Chí Tạ cũng vậy, đã làm những cái việc sai nhưng khi nào mà ông ta quay đầu lại, ông ta làm việc đúng thì tôi cũng sẽ yểm trợ ông và bỏ qua những cái chuyện. Không phải bỏ qua có nghĩa là nghĩ rằng ông không làm sai trong quá khứ. Bởi vì mình phải nhớ chứ, phải nhớ để đó là cái bài học của mình. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình đâm ra mình nhỏ nhen, mình tị hiềm và mình thù vạc và mình tìm cách mình trả thù lại. Anh có đòi hỏi người khác phải xin lỗi anh không? Không, tôi không cần ông Chí Tạ xin lỗi tôi không cần bà Kimberly Hồ xin lỗi tôi. Cho đến ngày hôm nay bà Kimberly Hồ chưa bao giờ xin lỗi tôi không cần. Và trong cái lần tôi nói miễn là họ bày tỏ thiện chí là làm việc và liên lạc với anh như thế nào để không cần liên lạc với tôi nữa, tại vì họ đối với tôi không có một cái, tôi không có đòi hỏi gì giữa họ và tôi cả. Cái đòi hỏi tôi là tôi muốn họ phải lắng nghe cư dân, tôi muốn họ làm đặt cái quyền lợi tập thể lên trên hết chứ không phải đặt quyền lợi của phe nhóm hoặc của cá nhân mình lên trên hết. Tôi chỉ có yêu cầu đó thôi, còn họ ngoài ra họ không cần phải cam kết với tôi bất cứ điều gì. Ngày nào tôi thấy họ làm chuyện gì đúng tôi ủng hộ họ, và ngày nào tôi thấy họ làm điều gì sai thì tôi phải lên tiếng, tôi đóng tiếng lên cảnh tỉnh cộng đồng trước cái việc đó. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà cũng có một số các ý kiến trái chiều cho rằng mặc dầu anh là cái người chủ tịch cộng đồng nhưng mà cái vấn đề ai bầu anh lên làm chủ tịch cộng đồng hoặc là vấn đề là tư cách đạo đức của anh trong vấn đề mà ông Lê Công Tâm nói rằng là bằng cấp của anh không có mà anh nói là có, thì anh giải thích như thế nào với cộng đồng? Có những cái sự việc mà chúng ta nhìn vào bề mặt chúng ta thấy nó như vậy. Tôi xin khẳng định quý vị là tôi thực sự có học 3 ngành cùng một lúc: toán, vật lý và kỹ sư điện. Tôi học đến năm thứ 4 tôi đã nộp đơn để xin giấy ra trường. Và cái quạt tư cuối cùng thì vào mùa Christmas năm, tôi nhớ không lầm, năm 1982 thì phải. Tôi xuống đây Christmas năm 82 thì tôi đọc chung vui với một số anh em bạn cũ của tôi, thì tôi đọc báo thấy trên tờ Los Angeles Times, tôi thấy người ta đang kiếm người làm programmer, scientific programmer về Fortran. Tôi nộp đơn thì rất là ngạc nhiên là họ mời tôi đi interview và họ cho tôi việc làm. Tôi nói rằng là tôi đang học và họ đòi hỏi tôi là ngày 2 tháng 1, tức là ngay cái ngày đầu tiên sau New Year's á, là tôi phải đi làm liền. Tôi nói là tôi chưa hoàn toàn xong hết, tôi đang trong cái quạt tư cuối cùng. Họ nói là không cần bằng, tôi cần những người giỏi làm việc chứ chúng tôi không cần cái tờ giấy bằng đó. Anh về, và tôi nói là làm sao trong một tuần tôi dọn được, thì họ nói tôi là về đó chuẩn bị một ít đồ và bay trở lại liền trước ngày 1 tháng 1 để chuẩn bị ngày 24 tháng 1 đi làm. Còn lại đồ đạc đó thì sẽ có công ty họ đến, họ rời hết đồ công đạc. Công ty vận chuyển Công ty vận chuyển họ đến dọn, không cần phải thắc mắc. Thì sự việc nó như vậy. Thành ra tôi không có cái cơ hội để mà tôi hoàn tất cái thủ tục giấy tờ để tôi ra trường. Cho nên cuối cùng credit của tôi chưa bao giờ tốt nghiệp luôn. Credit của tôi đã là dư để ra trường và tôi đã qua cái quá trình để mà nộp đơn ra có cái bằng ra trường. Thực sự ra trên vấn đề cái nguyên tắc đó là tôi đã ra trường rồi, nhưng mà trường đại học thì họ nói rằng là ông Phát ông chưa có hoàn tất cái thủ tục. Anh biết là ra trường. Như vậy thì bây giờ muốn hoàn tất cái thủ tục đó thì họ đòi hỏi cái gì, tại sao anh không làm luôn đi cho nó xong? Sau đó rồi thì tôi thấy là đâu có còn cần phải ra trường nữa. Tôi đã làm rồi, cái mảnh bằng đã để cho mình ra, mình có công việc đầu tiên. Anh thấy rất nhiều người kỹ sư bây giờ làm cho Google, làm cho Yahoo. Google và Yahoo họ mướn những ngày vô làm năm, trong cái thời gian họ là học năm thứ 3 đó. Họ coi xem trong những người này có cái khả năng không. Nhiều khi có khả năng rồi họ nói thôi bỏ, không có cần phải. Tại vì đối với cái ngành kỹ sư điện đó, ở bên điện toán đó, họ không có cái mảnh bằng, chỉ là cái giấy chứng nhận, cái giấy chứng nhận thôi. Cái vấn đề là cái thực lực, có nhiều người ra trường điểm rất cao mà đi làm lại không đi làm được, không có cái khả năng làm về vấn đề teamwork, không có sáng kiến học từ trường, thì đối với họ cái bằng đó, đối với những công ty đó, bằng đó là vô ích. Ông Nam Quang là người có bằng cử nhân về computer science. Khi mà ông mới ra trường và hay là sắp ra trường
thì những người bạn của tôi mới nhờ tôi mướn ông Nam Quang làm việc. Ông Nam Quang làm cho tôi khoảng 6-7 tháng, không viết được một cái program Visual Basic. Một người có bằng cử nhân không viết được một program làm Visual Basic. Tôi cố gắng nâng đỡ ông ta 6-7 tháng, ông ta vẫn không làm được. Cuối cùng tôi phải cho ông ta nghỉ. Thành ra ông Nam Quang thù oán tôi từ đó đến giờ. Bằng chứng payroll của tôi vẫn còn nằm đấy, vẫn còn nằm trong công ty của tôi, Net Resort. Đó là công ty đầu tiên mà ông Nam Quang làm. Sau đó ông còn làm về computer science nữa hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là gần đây ông ta làm YouTuber. Ông ta làm đề ốc mà không biết là có bán được nhà không. Thì cái bằng cấp của ông ta học nó vô giá trị. Có bằng không có nghĩa là cái người có khả năng, thưa anh. Thì tôi trả lời với anh như vậy. Sau đó tôi đã làm việc rất cực nhọc và tôi thành lập một công ty về IT consulting. Customer của tôi là toàn những công ty Fortune 1000, kể cả Wells Fargo, International Paper, Hasbro là công ty đồ chơi, Grainger là công ty supply đồ hardware cho rất nhiều khắp nơi trên thế giới. Toàn những công ty nổi tiếng và khách hàng của tôi cũng là những cơ sở thương mại, cơ sở của chính quyền lớn như là tiểu bang California. Tôi làm cho 4 department khác nhau, trong đó có CalPERS, Department Public Health, Department Corporations, State California State Contractor License Board. Thành thử ra anh thấy là một cái người có khả năng như vậy, thì những cái việc học hành của tôi nó tạo cho tôi cái kinh nghiệm và kiến thức để làm việc đó. Còn cái mảnh bằng nó chỉ là cái thủ tục hành chính. Tôi rất tiếc là tôi đã không làm chuyện đó. Nhưng sau này tôi không nghĩ rằng nó cần thiết nữa. Bởi vì tôi đi đâu tôi xin việc làm cũng được thôi. Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm rồi. Và trong cái phần mà resume của anh á, gọi là lý lịch trước ngang á, anh có để là cái phẩm chất hay là cái qualification, cái trình độ của anh á, là tương đương với lại cử nhân. Dạ. Bachelor of Science. Dạ. Thì rất nhiều và người họ cái đó là do anh tự khai ra. Và anh không có cái bằng chứng để mà chứng minh rằng anh đã tốt nghiệp trường, và trường cũng nói rằng là anh chỉ có ghi danh chứ mà không có tốt nghiệp. Như vậy thì cái chuyện đó là cái chuyện, một trong những cái chuyện mà nó rất là gây hoang mang, gây hiểu lầm rất là nhiều người. Họ cho rằng anh là cái người lường gạt. Thì anh đã trả lời cho Andrew cũng như quý khán giả một cách... Thứ nhất là tôi không có lường gạt. Bởi vì sao? Bởi vì cái anh công có ty... cái tờ giấy nào mà của cái công ty đó họ nói rằng họ không cần bằng của anh không? Không, bởi vì lúc đó tôi nó là từ năm 1980 mấy rồi, tôi không còn cái đó. Và cái tôi cũng có hay là không có, tôi không còn cái tờ đó. Tại vì cái hồ sơ đó trước từ năm 1980. Hoặc là nhiều khi họ gọi điện thoại cho anh họ cũng không có cái một cái record nào hết, đúng không? Không, tôi có giấy. Nhưng cái quan trọng là họ có nhận anh làm việc vào thời gian đó. Yeah. Và anh có dọn nhà vào California và anh làm việc cho công ty. Và đó là cái công ty đầu tiên đã chấp cánh cho cái nghề IT của anh. Đúng vậy. Và lý do họ mướn tôi là vì đó, thời điểm đó đó rất khó kiếm một cái người Fortran Programmer, Scientific Programmer. Thì công ty này là công ty Ryan McFarlane. Rất tiếc là họ đã bán cái công ty này, đã bán cho IBM rồi. Thành ra tất cả những hồ sơ đó họ không còn lưu giữ nữa. Chứ nếu không thì tôi có thể tôi xin họ cái bản sao của cái job offer. Vấn đề đó có thể là quan trọng hoặc là có thể cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì đối với anh thì anh đã có một cái chuỗi kinh nghiệm làm việc với rất là nhiều công ty. Và khách hàng của anh đã nói lên trình độ của anh như thế nào như rồi. Vấn đề là giữa cộng đồng như thế này, những cái tiếng nói giải thích, những cái lời gọi là tự và biện minh của anh cũng đã giúp cho đồng hương hiểu rằng là trong cuộc sống có những lúc nó cũng có những cái ngoại lệ chứ không phải là không. Và cái ngoại lệ đó cho thấy rằng là rõ ràng ngày hôm nay chúng ta nghe chính thức từ miệng của ông Phát Bùi giải thích về cái việc ngoại lệ của ông. Và cái việc này nó nghe có hợp lý hoặc là nó có thể chấp nhận được hay không đối với dư luận thì cái chuyện đó là chuyện của dư luận. Còn cái việc giải thích của ông và cái công việc của ông nó đã thỏa đáng được cái nhu cầu và cái điều kiện của nhà tuyển dụng thì ông Phát Bùi đã làm việc. Và cho đến ngày hôm nay ông là cái người có khả năng bản lĩnh đứng lên để mà phát triển tài chính cho gia đình. Ông có một cái cơ ngơi nhà cửa phải nói là rất đồ sộ. Và cái vấn đề mà ông cung cấp và yểm trợ rất là nhiều nhà tranh cử Việt Nam ở trong các cái dân biểu ở đây phải nói là rất là rộng rãi, hào phóng, chứng tỏ rằng ông Phát Bùi không phải là một người sống bám trong xã hội mà cũng không phải là ông là người sống bằng cái nghề lường gạt, đúng không ông? Đúng là như vậy anh, tôi chưa bao giờ tôi lường gạt ai bao giờ cả. Và thực sự ra ở Hoa Kỳ họ có cái nó nói rằng là
cho những trường hợp đặc biệt như vậy đó, người ta để là equivalent to BS degree, tức là bằng cử nhân, tương đương cử nhân. Và cái job đầu tiên của tôi đó, thực sự cho quý vị biết, ở Hoa Kỳ nó còn cái việc nữa mà ông Lê Công Tâm hoặc Ngô Kỳ nói là tôi không phải là kỹ sư, cái điều đó hoàn toàn sai. Cái việc mà chưa chính thức có bằng cử nhân, tôi không có nói là tôi không có bằng cử nhân, tôi chưa chính thức không có bằng có bằng cử nhân rồi, vì tôi không có hoàn tất cái thủ tục ra trường của tôi. Thực sự ra cái số credit tôi học, cái số lớp tôi học đó, nó nhiều hơn tất cả những người khác nhiều, bởi vì tôi học cả 3 ngành một lúc trong vòng 5 năm trời ở Đại học Minnesota. Thành ra nếu mà tôi tập trung lại, tôi đủ credit để tôi ra trường nếu mà tôi hoàn tất cái thủ tục. Anh có bảng điểm đó không? Tôi xin lại được, nhưng mà cái chuyện đó tôi nghĩ là không có cần thiết phải đưa ra. Cái điểm căn bản ở đây đó là vẫn là cái việc tôi chưa có chính thức có cái bằng cử nhân, mà tôi đã nói là tôi có bằng cử nhân. Thì trong quá khứ cái điều đó có thể có những người cho rằng là tôi lường gạt, nhưng mà không đúng hẳn. Tôi không có cái ý đó, bởi vì với cái credit của tôi và với cái chương trình học của tôi, nó tương đương với bằng cử nhân. Thì quý vị chắc tôi thì tôi xin nhận cái sai sót đó. Nhưng mà để mà nói rằng là tôi dùng cái đó để tôi lường gạt, tôi đi kiếm bằng ở kia đó thì nó không có đúng. Kiếm công việc làm không có đúng. Cái job đầu tiên của tôi tại sao tôi được và tại sao người ta phải năng nặc đòi tôi làm? Bởi vì người ta kiếm không được cái người Fortran compiler, là những người mà viết program về những cái quy trình khoa học đó. Thì trong cái thời gian tôi học, tôi không học về computer science, cũng không học về information technology, mà tôi học về toán, vật lý và kỹ sư điện. Thì nó đủ liên quan để viết program đâu mà cái bằng đó nó trở thành vấn đề quan trọng. Họ cần tôi là vì trong thời gian tôi là học ở năm thứ 3 đó, tôi đã làm rất nhiều cho những vị thầy giáo viết Fortran program để mà tính toán những cái bài toán về những cái research của họ đó. Thành ra tôi biết rất giỏi về Fortran compiler, tức là cái ngôn ngữ về computer để mà cho các dự án khoa học. Vì vậy mà họ mướn tôi để viết những cái program Fortran compiler, tận dụng những cái phương trình của Fortran và cái ngôn ngữ Fortran để mà test cái compiler, Fortran compiler, mà lúc đó IBM họ đang muốn chuyển cái compiler đó từ mainframe xuống cho máy IBM PC thời bây giờ. Anh nói rất là nhiều cái từ kỹ thuật mà có lẽ là nhiều người sẽ không hiểu, nhưng đại loại rằng là anh là cái người có những cái đầu óc tổ chức và làm những cái dự án thành công mà họ đang rất cần lúc đó. Nói nôm na là lúc đó tôi biết một cái ngôn ngữ mà họ đang cần. Cái ngôn ngữ cho điện toán. Cho điện toán họ đang cần. Và tôi chuyên môn về đó. Đó, thành thử ra họ mướn tôi. Có nghĩa là vì the right cái kinh nghiệm đó, at the right time. Vì cái kinh nghiệm đó chứ không phải vì bằng cấp. Họ mướn tôi là vì cái kinh nghiệm tôi làm research, tức là làm nghiên cứu dùng cái Fortran compiler, tức là cái ngôn ngữ cho computer, cho khoa học. Thành ra vì cái kinh nghiệm đó mà tôi mới có được cái việc làm đó, chứ không phải là vì tôi có bằng hay không bằng. Vì cái bằng đối với họ, tôi đâu có học về computer science đâu, tôi học về kỹ sư điện mà, về hardware mà, đó liên quan gì đến software. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 10 phút nữa cho anh đi qua các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới. Xin mời anh. Vâng, thưa anh, thì quan trọng nhất đó là chúng ta thấy, tôi thường thường tôi không có muốn là yêu cầu tất cả quý vị ủng hộ cho một người nào. Cá nhân tôi thì tôi ủng hộ cho người nào tôi có thể tôi nói thẳng, nhưng mà tôi không có yêu cầu quý vị ủng hộ như nào. Tuy nhiên có những người mà tôi yêu cầu quý vị không nên bỏ cái phiếu của mình để mà góp phần cho những thành phần đó nó liên kết với nhau để làm hại cộng đồng. Thì cái điều mà tôi quan tâm nhất là ở trong thành phố Webster, những thành phố khác tôi không thấy có vấn đề gì. Ở bên Garden Grove, quý vị muốn bỏ cho bất cứ ứng cử viên nào, đó là quyền của quý vị và tôi không có muốn phải nói đến ngày hôm nay. Riêng trong thành phố Washington, chúng ta thấy rằng trong hơn 2 thập niên qua, thành phố Washington nó có cái tập đoàn của ông Trần Thế Văn là cái tìm đủ mọi cách mà lũng đoạn thành phố. Không những có những chuyện tham nhũng mà còn có chuyện mà khủng bố tất cả những người nào mà dám lên tiếng phê bình họ. Không khác gì là bên Cộng sản Việt Nam. Thì những người này là ai? Là ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, đang ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Westminster. Ở địa hạt số 1 có bà Amy West,
là phe của ông Trần Thái Văn đưa ra. Có hai người ứng cử viên thôi, một là bà Amy West, hai là một người Mỹ trắng. Và ở địa hạt số 4 là có 3 ứng cử viên Việt Nam. Một là ông Nam Quang do ông tập đoàn ông Trần Thái Văn và ông Chí Tạ đẩy ra. Họ muốn gì? Họ muốn ông Charlie trở thành thị trưởng. Họ muốn bà Amy West trở thành nghị viên và ông Nam Quang. Ba người này nếu mà thắng cử thì họ sẽ nắm thao túng tất cả mọi việc trong thành phố Westminster. Bởi vì thành phố Westminster hễ mà cứ có 3 phiếu là bất cứ làm chuyện gì cũng được. Kể cả cái việc mướn ông tổng quản trị. Không chừng lúc đó họ sẽ đưa ông Tyler Diệp trở về làm tổng quản trị thành phố Westminster. Lương lên đến 300,000-400,000 đô la một năm. Và sẽ có thể nếu họ muốn, họ cũng có quyền đuổi ông luật sư hiện giờ của thành phố để đưa ông Nguyễn Quốc Lân hoặc ông Trần Thái Văn ra làm luật sư thành phố. Nắm được đa số hội đồng thành phố, nắm được tổng quản trị và kiềm chế luôn cả ông luật sư thành phố thì họ làm bất cứ chuyện gì họ cũng dám làm, kể cả các chuyện làm bất hợp pháp. Ngoài cái việc đó ra, nói như vậy chẳng khác nào là anh nói rằng là thanh tra của tiểu bang hoặc là FBI trở nên bó tay. Họ điều tra cái việc gì cũng mất nhiều năm, 5 năm, 4 năm, 6 năm. Thành ra cái chuyện đó tôi không có trông cậy vào thanh tra thành phố hay là thanh tra của tiểu bang. Chưa kể đến cái việc mà... Nhưng mà nếu họ phạm pháp thật sự thì chính phủ sẽ có cái anh biện có pháp nhớ hồi hôm qua xử phạt họ chứ anh nói làm gì. Tôi nghe nói trong chương trình của ông của Phố Bông Sa, anh Lân có phỏng vấn ông Lê Công Tâm. Lê Công Tâm có nói rằng hồi xưa bà Trần Nguyễn bị điều tra nhưng mà nhờ ông và nhờ cái ông Tony Rakakos, ông biện lý can thiệp, thành thử ra bà Trần Nguyễn mới không bị bị điều tra và không bị tội. Tôi không biết cái điều đó ông Lê Công Tâm nói có đúng không, nhưng mà cái điều đó nó hé lộ là có những cái sự việc mà đảng nhiều khi họ cũng ém nhẹm. Tôi lấy thí dụ chuyện của ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, cái việc mà ông ta có những chuyện phạm pháp cũng bị ém nhẹm vậy. Hoặc là bên đảng Dân Chủ cũng tố cáo là trong thời gian ông Trump cũng có làm một vài việc không đúng, nhưng mà lúc đó ông luật sư của Hoa Kỳ là đã ém nhẹm cái việc điều tra của ông chuyện Trump. Bao che, chuyện ém nhẹm, chuyện ngoại lệ, vân vân và vân vân, tất cả các thứ, bởi vì chúng ta là con người thưa anh. Dạ đúng vậy, thì cái vấn đề quan trọng là cử tri của chúng ta có thể có thay đổi được một phần nào thì và cái việc... cử tri luôn luôn là cái yếu tố quyết định cho mọi sự đó. Quý đúng. Vị có cho phép chuyện đó xảy ra hay không, và quý vị có vô tình bao che hoặc là nối dài tay cho giặc hay không, đó là một lần nữa điều mà Andrew nhấn mạnh ở đây, là cái quyền quyết định là nằm trong tay của quý vị. Và Andrew mong muốn rằng tất cả quý vị cần phải có rất nhiều thông tin. Là truyền thông thì chúng tôi khao khát rằng đó là cái điều mà chúng tôi có thể làm tốt nhất cho quý khán thính giả, để quý vị trong cái khu vực địa hạt này hoặc là trong cái quận này, quý vị bầu cử cho ai là người đó thật sự là đặt cái lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Và một lần nữa cảm ơn anh Phát Bùi, xin mời anh có cái lời nhận xét cuối cùng ạ. Vâng, một cái điều mà tôi rất là mong đợi là tôi mong rằng quý vị nào là cử tri của đại học số 4, đây là cái điều quan trọng nhất, bởi vì tôi không thể nào mà tưởng tượng được một cái người mà lúc nãy quý vị nghe là ông Nam Quang đó, là có lời nói một cách hàm hồ, dùng đủ mấy danh từ DM như vậy. Một cái người như vậy mà có thể trở thành nghị viên của thành phố thì đó là một cái điều phải nói rằng là tôi không thể nào tôi hiểu nổi. Thành ra tôi mong là cái chuyện đó sẽ không thành hình. Ngoài những cái lời nói thô tục như thế, ông Nam Quang mà tôi đã được coi là đã bị cái tội là sắc nhiễu bạo động vợ con trong gia đình, và ông đã bị cảnh sát quận Cam đến để mà bắt và tới nhiều lần chứ không có bằng chứng không? Tôi có bằng chứng và tôi đã đọc cái giấy của tòa thưa anh về cái vụ. Nếu như ông Nam Quang muốn đối luận với anh thì có được hay không? Tôi nghĩ rằng không có việc gì mà ông Nam Quang cần phải đối luận với tôi, nhưng mà ông Nam Quang cần phải trả lời cho cử tri và cho đồng hương biết là ông có từng bị nhiều lần bị cảnh sát bắt về cái tội hành hung gia đình vợ con. Thứ hai là hai lần trong vòng 3 tháng, hai lần ông bị giấy phạt về cái tội mà vừa lái xe vừa sử dụng máy phone, điện thoại cầm tay.
Quý vị biết là cái việc đó nghe vẻ đơn giản nhưng mà vô cùng nghiêm trọng, bởi vì sao? Khi mà mình sử dụng máy điện thoại cầm tay mà vừa lái xe, chỉ cần sơ hở một tích tắc là có thể gây ra án mạng chết người. Gây tai nạn. Mà ông lại sử dụng tới 2 lần như vậy trong vòng 3 tháng và bị cảnh sát chặn lại bắt phạt. Điều đó nó cho thấy rằng ông là cái người không có tôn trọng luật pháp và ông vẫn coi thường luật pháp. Một cái người như vậy làm sao có thể đó làm nghị viên được, thưa quý vị? Việc thứ ba đó là nhìn lại cái cuộc đời sống của ông, gia đình vợ con thì ly dị, tiền trợ cấp cho con thì xin ông không... vui lòng đừng tấn công cá nhân ạ. Vâng, tôi không ta nói sự được để cho thấy rằng là một cái người như vậy đã không có cái uy tín cũng như là cái tư cách để có thể ra tranh cử và đại diện cho người dân được. Mặc dù đó là những thông tin rất cá nhân nhưng mà nó cũng là một phần của cuộc sống, và khi mà anh ra làm tranh cử, anh ra một nhân viên công chúng thì tất nhiên là những thông tin đó trước sau gì thì cộng đồng cũng sẽ biết. Và một lần nữa anh luôn nhắc lại cho quý vị biết rằng là Phố Bô Xe TV luôn luôn là cái kênh để mọi người có thể bày tỏ quan điểm của các bạn. Tuy nhiên các bạn phải là người chịu trách nhiệm về những gì các bạn nói, và chúng tôi là những cái kênh để mà khai thác thông tin có lợi nhất cho cộng đồng. Và một lần nữa cảm ơn anh Phát Bùi đã có những thông tin cho đồng hương. Quý vị càng có nhiều thông tin thì càng tốt, để giúp cho cái lá phiếu của quý vị càng ngày nó càng minh bạch hơn. Chúng ta là con người, và đây là lời kết của Andrew. Thiên Chúa cũng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta biết nhận lấy mình là người sai lầm và biết nhận rằng mình có tội và có lỗi, cần phải xin lỗi. Chúng ta cần sống trong một cái môi trường yêu thương, hòa thuận để xây dựng cộng đồng. Bởi vì như các bạn biết, ở những nước khác thì không có quyền tự do để có thể gọi là trao đổi thông tin một cách rộng mở như Hoa Kỳ. Và ở Hoa Kỳ chúng ta có sự tự do đó. Cho nên Andrew mong rằng chúng ta sẽ sống đẹp hơn, tốt hơn và khác hơn so với những nơi còn rất thiếu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Phố Bô Xe TV qua chương trình Cà Phê Sáng với các nghị viên và các dân biểu hoặc là những nhân vật quan trọng, then chốt của cộng đồng. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày cho quý khán thính giả biết, và cảm ơn Phát Bùi một lần nữa cho cái sự hợp tác của anh cũng như là sự nói chuyện rất là thân thiện. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ đón chờ những cái lời giải thích khác, hoặc là nếu tất cả những cái người mà được anh Phát Bùi nhắc tên ngày hôm nay quý vị muốn phản biện thì Phố Bô Xe TV và tôi và anh Vũ Hoàng Lân sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho quý vị có thể có lời trình bày hoặc là giải thích một cách đầy đủ nhất. Cảm ơn quý vị một lần nữa và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Vâng, xin chào anh và xin chào quý vị. Và như tôi đã trình bày là những cái sự kiện tôi đưa ra tôi chịu trách nhiệm và tôi có bằng chứng. Còn cái quan điểm thì là cái quan điểm nhận định của cá nhân tôi. Quý vị có thể có những quan điểm nhận định khác, và kể cả anh Nam Quang cũng vậy. Riêng đối với Nam Quang thì tôi cũng như là đối với bà Kimberly Hồ và với ông Chí Tạ, và bất cứ ai và kể cả cá nhân tôi, chúng ta cũng có những khuyết điểm, đúng không anh? Cái điểm quan trọng là chúng ta biết chúng ta làm sai và chúng ta sửa, thì đó là cái điều quan trọng. Và khi bất cứ quý vị làm việc gì mà tôi thấy đúng, tôi sẵn sàng tôi yểm trợ. Bất cứ ai, từ ông Nam Quang, ông Andrew Đỗ, ông Chí Tạ, bà Trang Đăng Nguyễn, bà Kimberly Hồ, ông Tài Đỗ, tôi luôn luôn tôi yểm trợ quý vị khi quý vị làm những việc gì đúng có lợi cho tập thể. Và tôi luôn luôn tôi dành cái quyền là tôi có thể được lên tiếng khi tôi thấy những cái sự việc gì nó có hại cho tập thể thì tôi lên tôi trình bày. Ngoài cái vấn đề đó ra, tất cả những cái chuyện gì giữa cá nhân tôi và giữa cá nhân của những người này, nó chỉ là cái mực cá nhân, không phải là cái việc quan trọng đối với cái lợi ích chung của tập thể. Vâng, cảm ơn Phát Bùi luôn luôn đưa cái lợi ích tập thể lên trên hết. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại trong những lần tới. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center Washington DC, kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Thứ Bảy ngày 17 và Chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Thanh Lan, Thiên Tôn, Phương Hồng Quế, Diễm Liên, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Lâm Thúy Vân, Hạ Vi, Thơm Ngô, Linda Trang Đài, Bé Heo Phương Loan, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc cùng The Night Band. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center, nệm cứng luxury Lamborghini Italy, phủ bạc chỉ 173 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Teletron Eden Center Washington DC 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com.